Chương 19, những quan niệm trước kia về vấn đề. Một lớn phái trọng nông, biểu kinh tế của Kene, trên những nét lớn, chỉ ra rằng với giá trị nhất định, sản phẩm hàng năm của nền sản xuất quốc dân được phân phối thông qua lưu thông như thế nào để có thể nếu mọi tình hình khác không thay đổi tiến hành được tái sản xuất giản đơn ra sản phẩm đó, tức là tái sản xuất trên một quy mô như cũ. Điểm xuất phát của thời kỳ sản xuất về thực chất là vụ thu hoạch của năm trước. Những hành vi lưu thông cá biệt nhiều vô vàn ngay từ đầu đã được tập hợp lại thành một sự vận động đông đảo có tính chất xã hội, thành sự lưu thông giữa những giai cấp lớn có những chức năng kinh tế nhất định của xã hội. Điều chúng ta chú ý ở đây là, một bộ phận trong tổng sản phẩm bộ phận này, với tư cách là vật phẩm tiêu dùng, thì cũng như bất cứ bộ phận nào khác của tổng sản phẩm đó, là kết quả mới của lao động năm qua đồng thời chỉ là cái mang giá trị tư bản cũ, tức là cái giá trị tư bản tái hiện dưới hình thái hiện vật trước đây. Bộ phận sản phẩm đó không lưu thông, mà nằm lại trong tay những người sản xuất ra nó, tức là tầng lớp fermier, để lại bắt đầu tại đó cái chức năng tư bản của nó. Kene cũng gộp vào bộ phận tư bản bất biến đó của sản phẩm hàng năm những yếu tố không thuộc tư bản đó, nhưng ông đã nắm được thực chất của sự việc nhờ tầm mắt bị hạn chế của ông, cho rằng nông nghiệp là lĩnh vực duy nhất đầu tư lao động của con người, lĩnh vực tạo ra giá trị thẳng dư. Vì vậy, đứng trên quan điểm tư bản chủ nghĩa, đó là lĩnh vực duy nhất thực sự có tính chất sản xuất của lao động. Trong lĩnh vực đó, nông nghiệp quá trình tái sản xuất kinh tế dù tính chất xã hội đặc thù của nó như thế nào chăng nữa cũng luôn luôn quyện chặt với quá trình tái sản xuất tự nhiên. Những điều kiện rõ ràng của quá trình tái sản xuất tự nhiên này làm sáng tỏ những điều kiện của quá trình tái sản xuất kinh tế và không cho phép rơi vào những sự lẫn lộn do những ảo ảnh của lưu thông gây nên. Thêm vào đó, nhãn hiệu của một hệ thống quan điểm khác với những nhãn hiệu của những hàng hóa khác ở chỗ là nhãn hiệu đó không những lừa dối người mua mà thường lừa dối cả người bán nữa. Bản thân Kene và những môn đệ gần nhất của ông đã tin vào cái nhãn hiệu phong kiến của họ. Giống như cho đến ngày nay, các học giả thông thái dởm ở nước ta cũng vẫn tin như thế. Nhưng thực ra, hệ thống của phái trọng nông là một quan niệm đầu tiên có hệ thống về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đại biểu của tư bản công nghiệp giai cấp fermier chỉ đạo toàn bộ sự vận động kinh tế. Nông nghiệp được tiến hành theo lối tư bản chủ nghĩa là được tiến hành với tư cách là một kinh doanh theo quy mô lớn của người fermier tư bản chủ nghĩa. Người trực tiếp cày cấy ruộng đất là người lao động làm thuê. Trong quá trình sản xuất không phải chỉ sản xuất những vật phẩm tiêu dùng, mà còn tạo ra giá trị của chúng nữa. Và động cơ của nền sản xuất đó là thu được giá trị thẳng dư. Cái sinh ra trong lĩnh vực sản xuất chứ không phải trong lĩnh vực lưu thông. Trong ba giai cấp mà Kene coi là người đảm nhiệm quá trình tái sản xuất xã hội do lưu thông làm môi giới, thì kẻ bóc lột trực tiếp lao động, sản xuất, người sản xuất ra giá trị thẳng dư, tức là người fermier tư bản chủ nghĩa, phân biệt với những người chỉ biết chiếm hữu giá trị thẳng dư đó thôi. Ngay cả trong thời toàn thịnh của hệ thống trọng nông, tính chất tư bản chủ nghĩa của hệ thống đó cũng đã gây ra sự phản đối. Một mặt của Lange và Mably, và mặt khác, của những kẻ bảo vệ chế độ sở hữu nhỏ tự do về ruộng đất. Bước thụt lùi của A. Smith trong sự phân tích quá trình tái sản xuất lại càng nổi bật, khi ông ta không phải chỉ phát triển những sự phân tích đúng đắn của Kene, ví dụ như khi ông ta khái quát hóa những khoản ứng trước lúc ban đầu và những khoản ứng trước hàng năm thành tư bản, cố định, và tư bản, lưu động. Và ở đây, một vài người theo phái trọng nông cũng đã dọn đường cho ông ta. Trước hết là Tuyết Khô. Ông này đã hay dùng từ, tư bản, thay cho từ những khoản ứng trước, hơn là Kene và những người thuộc phái trọng nông khác, và còn đồng nhất hơn nữa những tư bản của những nhà công nghiệp với những khoản ứng trước của những người fermier. Ví dụ, cũng giống như họ, những nhà kinh doanh công nghiệp những người này, tức là những fermier tư bản chủ nghĩa phải nhận được, ngoài số tư bản quay trở về, vân vân. Mà thậm chí đôi chỗ ông ta còn hoàn toàn rơi vào những sai lầm của phái trọng nông. Ví dụ, muốn chứng minh rằng người fermier sản xuất được nhiều giá trị hơn bất cứ nhà tư bản thuộc loại nào khác, Smith nói, không có tư bản nào khác, với một số lượng ngang như thế, lại vận dụng được nhiều lao động sản xuất hơn so với tư bản của người fermier. Không những tồi tớ của họ, mà cả súc vật cày kéo của họ cũng là công nhân sản xuất. Thật là một lời khen dễ chịu đối với những người tồi tớ. Trong nông nghiệp, thiên nhiên cũng lao động bên cạnh con người. Và tuy lao động của thiên nhiên không phải tốn phí gì cả, nhưng sản phẩm của thiên nhiên cũng có giá trị của nó, chẳng khác gì sản phẩm của những người công nhân được trả công đắt nhất.
Những công việc quan trọng nhất trong nông nghiệp hình như không phải nhằm làm tăng độ phì nhiêu của tự nhiên, tuy rằng những công việc đó cũng có làm điều ấy, mà là hướng độ phì nhiêu đó sản xuất những sản phẩm thực vật có ích nhất cho con người. Thường thường thì một cánh đồng đầy gai góc và cỏ dại cũng cung cấp được cây cỏ nhiều bằng một cánh đồng trồng nho hay trồng lúa mì, được cày cấy tốt nhất. Trồng trọt và cày cấy thì thường nhằm điều tiết hơn là phát triển tính chất phì nhiêu năng động của thiên nhiên, và khi người làm ruộng làm xong công việc của mình rồi, thì bao giờ thiên nhiên cũng phải làm phần lớn công việc còn lại. Bởi vậy, công nhân và súc vật cày kéo trong nông nghiệp không phải chỉ tái sản xuất ra như ở những công nhân công trường thủ công một giá trị ngang với tiêu dùng của bản thân, hay ngang với số tư bản sử dụng họ, cộng thêm lợi nhuận của nhà tư bản, mà còn tạo ra một giá trị lớn hơn nhiều. Ngoài tư bản của người fermier và toàn bộ lợi nhuận của anh ta, thì công nhân và gia súc còn tái sản xuất một cách đều đặn ra địa tô cho người chủ đất. Địa tô này có thể coi là sản phẩm của những lực lượng thiên nhiên mà người chủ đất nhượng cho người fermier sử dụng với một khoản tiền nhất định. Địa tô này cao hay thấp là tùy theo mức độ mà người ta ấn định cho những lực lượng ấy, nói một cách khác là tùy theo người ta giả định rằng độ phì nhiêu của ruộng đất, tự nhiên hay nhân tạo, là nhiều hay ít. Địa tô đó là công trình của thiên nhiên, còn lại sau khi đã rút đi hay thay thế tất cả những cái gì có thể gọi là do bàn tay con người làm ra. Ít khi địa tô ấy lại dưới 1/4, mà thường thường là trên 1/3 tổng sản phẩm. Không bao giờ một số lượng lao động sản xuất ngang như thế, sử dụng trong một công trường thủ công, lại có thể tiến hành tái sản xuất được cao đến như vậy. Trong công trường thủ công, thiên nhiên không làm gì hết, tất cả đều do con người làm, và tái sản xuất bao giờ cũng phải tỷ lệ với quy mô của những lực lượng thực hiện việc tái sản xuất ấy. Chính vì thế mà tư bản đầu tư vào nông nghiệp không những vận dụng được một số lượng lao động sản xuất lớn hơn so với bất kỳ một tư bản nào có một lượng ngang như thế và được đầu tư vào công trường thủ công. Hơn nữa, so với số lượng lao động sản xuất mà tư bản đó dùng, thì nó còn thêm một giá trị lớn hơn nhiều vào sản phẩm hàng năm của ruộng đất và vào lao động trong nước, nghĩa là vào của cải và thu nhập thực tế của dân cư trong nước. A. Smith nói. Toàn bộ giá trị của giống má hiểu theo đúng nghĩa của nó cũng là tư bản cố định. Vậy là ở đây, tư bản bằng giá trị tư bản này tồn tại dưới hình thái, cố định, của nó. Tuy rằng giống má lúc nào cũng đi từ kho đến ruộng và từ ruộng đến kho, nhưng nó không bao giờ đổi chủ, và vì vậy nó không lưu thông thật sự. Người fermier có được lợi nhuận, không phải nhờ chỗ bán nó mà nhờ chỗ nó sinh sôi nảy nở thêm. Ở đây, tính chất thiển cận thể hiện ra ở chỗ là Smith không thấy như Keynes đã thấy việc giá trị của tư bản bất biến tái hiện dưới một hình thái đã đổi mới, do đó không thấy một giai đoạn quan trọng của quá trình tái sản xuất, mà chỉ thấy đó là một ví dụ thêm để minh họa nhưng lại là một ví dụ sai lầm cho sự khác nhau mà ông ta thấy giữa tư bản lưu động và tư bản cố định. Khi Smith dịch những khoản ứng trước lúc ban đầu và những khoản ứng trước hàng năm thành tư bản cố định và tư bản lưu động, thì sự tiến bộ là ở chỗ dùng từ tư bản, mà khái niệm được khái quát hóa, không kể đến sự quan tâm đặc biệt của phái trọng nông chỉ áp dụng khái niệm ấy vào trong nông nghiệp. Còn bước thụt lùi của ông ta là ở chỗ coi sự khác nhau giữa tư bản, cố định, và tư bản, lưu động, là sự khác nhau có tính chất quyết định và cứ bám lấy sự phân biệt đó. Hai lớn, Adam Smith, một nhỏ quan điểm chung của Smith. A. Smith nói, trong bất cứ xã hội nào cũng vậy. Giá cả mỗi hàng hóa rốt cuộc cũng quy thành một trong ba bộ phận ấy, tiền công, lợi nhuận, địa tô hoặc thành tất cả ba bộ phận đó. Và trong mọi xã hội phát triển, tất cả ba bộ phận cấu thành đó ít nhiều đều gia nhập giá cả của tuyệt đại đa số hàng hóa. Để độc giả khỏi hiểu sai ý nghĩa câu, giá cả của tuyệt đại đa số hàng hóa, chúng tôi xin dẫn đoạn sau đây nói rõ bản thân A. Smith đã giải thích câu đó như thế nào, ví dụ, trong giá cả của cá biển thì không có địa tô, mà chỉ có tiền công và lợi nhuận thôi, trong giá cả của Scotch Pebble, sỏi Scotland, thì chỉ có tiền công thôi, cụ thể là, trong một số vùng ở Scotland, những người nghèo làm nghề nhặt ở bờ biển những hòn đá nhỏ nhiều màu mà người ta thường gọi là sỏi Scotland. Giá cả mà thợ mài đá quý trả cho họ, thì chỉ gồm có tiền công của họ thôi, vì không có phần nhỏ nào trong giá cả đó là địa tô hay lợi nhuận cả. Tiền công, lợi nhuận và địa tô là ba cái nguồn ban đầu của mọi thu nhập, cũng như của mọi giá trị trao đổi. Sau này, chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ hơn cái lý luận đó của A. Smith về những bộ phận cấu thành của giá cả hàng hóa, hay của mọi giá trị trao đổi. Tiếp đó, ông ta nói,
vì điều đó đúng với mọi hàng hóa cá biệt xét riêng, cho nên nó cũng phải đúng với toàn bộ những hàng hóa cấu thành tổng sản phẩm hàng năm của ruộng đất và lao động của mỗi nước. Tổng giá cả hay giá trị trao đổi của sản phẩm hàng năm đó phải phân giải thành ba bộ phận ấy, và được phân phối giữa những thành phần dân chúng khác nhau trong nước, hoặc dưới hình thái tiền công trả cho lao động của họ, hoặc dưới hình thái lợi nhuận của tư bản của họ, hoặc dưới hình thái địa tô trả cho ruộng đất của họ. Sau khi đã phân giải như vậy, giá cả mọi hàng hóa xét riêng, cũng như tổng giá cả hay giá trị trao đổi của sản phẩm hàng năm của ruộng đất và lao động của mỗi nước, thành tiền công, lợi nhuận và địa tô, tức là thành ba nguồn thu nhập của công nhân làm thuê, nhà tư bản và chủ đất. A. Smith vẫn phải lén lút, bằng một con đường vòng, đưa vào đó một yếu tố thứ tư, cụ thể là yếu tố tư bản. Điều đó được thực hiện bằng cách nêu sự phân biệt giữa tổng thu nhập và thu nhập dòng. Tổng thu nhập của toàn bộ dân cư một nước lớn gồm tổng sản phẩm hàng năm của ruộng đất và lao động của họ, thu nhập dòng là bộ phận còn lại để họ sử dụng sau khi đã trừ đi chi phí để bảo tồn, trước hết là tư bản cố định của họ, sau đến là tư bản lưu động của họ. Hay nói một cách khác, là cái phần mà họ có thể bỏ vào quỹ tiêu dùng trực tiếp của họ hay chi vào việc ăn uống, tiện nghi và giải trí của họ, mà không đụng đến tư bản của họ. Của cải thật sự của họ cũng tỷ lệ với thu nhập dòng của họ, chứ không tỷ lệ với tổng thu nhập của họ. Về điểm đó, chúng ta có những nhận xét sau đây. Một, ở đây, rõ ràng là A. Smith chỉ nói đến tái sản xuất giản đơn thôi, chứ không nói đến tái sản xuất mở rộng hay tích lũy. Ông ta chỉ nói đến những chi phí, bảo tồn, tư bản đang hoạt động. Thu nhập, dòng, ngang với cái phần nằm trong sản phẩm hàng năm, không kể đó là của toàn xã hội hay của nhà tư bản cá biệt có thể gia nhập quỹ tiêu dùng, nhưng quy mô của quỹ này không được đụng đến tư bản đang hoạt động. Do đó, một bộ phận giá trị của sản phẩm cá nhân cũng như của sản phẩm xã hội không quy thành tiền công, cũng không quy thành lợi nhuận hay địa tô, mà thành tư bản. 2A, Smith đã trốn thoát khỏi bản thân học thuyết của ông bằng cách chơi chữ, bằng cách phân biệt tổng thu nhập với thu nhập dòng. Nhà tư bản cá biệt, cũng như toàn thể giai cấp các nhà tư bản, hay cái mà người ta gọi là quốc dân, nhận được một sản phẩm hàng hóa thay cho tư bản đã tiêu dùng trong sản xuất. Giá trị của sản phẩm này, giá trị ấy có thể biểu hiện thành những bộ phận tỷ lệ của chính ngay sản phẩm đó một mặt, thay thế giá trị tư bản đã sử dụng và do đó còn cấu thành thu nhập hay như A. Smith nói một, revenue, hiểu theo đúng nghĩa của chữ đó tức là, quay trở về, nhưng xin hãy chú ý rằng đây là nói, thu nhập của tư bản. Mặt khác, những bộ phận cấu thành giá trị của sản phẩm, được phân phối giữa những thành phần dân chúng khác nhau trong nước, hoặc dưới hình thái tiền công trả cho lao động của họ, hoặc dưới hình thái lợi nhuận của tư bản của họ, hoặc dưới hình thái địa tô trả cho ruộng đất của họ, thì hình thành cái mà trong đời sống hàng ngày, người ta coi là thu nhập. Theo quan điểm này thì giá trị của toàn bộ sản phẩm dầu đó là của một nhà tư bản cá biệt hay của cả một nước cấu thành thu nhập của một người nào đó. Nhưng một mặt giá trị ấy hình thành thu nhập của tư bản, còn mặt khác thì lại hình thành một revenue khác với tư bản đó. Như vậy là cái mà người ta đã gạt bỏ đi khi phân giải giá trị của hàng hóa thành các bộ phận cấu thành khác nhau của nó thì người ta lại lén lút đưa trở vào bằng cửa hậu, nhờ chỗ từ revenue có hai nghĩa. Nhưng chỉ những bộ phận cấu thành giá trị nào của sản phẩm đã tồn tại trong sản phẩm rồi, thì mới có thể chiếm hữu làm thu nhập, được. Muốn cho tư bản mang lại thu nhập với tư cách là revenue, thì tư bản đó tất phải được chỉ ra trước đã. A. Smith nói tiếp, tỷ suất tối thiểu thông thường của lợi nhuận bao giờ cũng phải cao hơn một chút so với cái cần thiết để bù lại những tổn thất bất thường có thể xảy ra cho bất kỳ một sự đầu tư tư bản nào. Chỉ riêng cái phần trội lên đó mới là lợi nhuận thuần túy hay lợi nhuận dòng. Thử hỏi có nhà tư bản nào lại hiểu rằng những khoản chi phí tư bản cần thiết là lợi nhuận. Đóng ngoặc móc, cái mà người ta gọi là tổng lợi nhuận thì thường thường không phải chỉ bao gồm phần trội lên đó thôi, mà còn bao gồm cả cái phần giữ làm dự trữ để bù vào những tổn thất bất thường đó. Nhưng điều ấy chỉ có nghĩa là một bộ phận của giá chi thẳng dư, được coi là một bộ phận của tổng lợi nhuận, phải hình thành một quỹ bảo hiểm cho sản xuất. Cái quỹ bảo hiểm đó là do một bộ phận của lao động thẳng dư tạo ra, và trong chừng mực đó thì bộ phận lao động thẳng dư này cũng trực tiếp sản xuất ra tư bản, nghĩa là sản xuất ra cái quỹ để dùng vào tái sản xuất. Còn đối với cái gọi là chi phí để bảo tồn, tư bản cố định, vân vân, xem những đoạn trích dẫn ở trên thì việc thay thế tư bản cố định đã tiêu dùng rồi bằng một tư bản mới, không phải là chi phí mới về tư bản,
mà chỉ đơn thuần là đổi mới giá trị tư bản cũ dưới một hình thái mới. Còn về chi phí sửa chữa tư bản cố định, chi phí mà Smith cũng xếp vào chi phí bảo tồn, thì nó nằm trong giá cả của tư bản ứng trước. Việc nhà tư bản không phải bỏ món tiền đó ra ngay một lúc mà chỉ bỏ ra dần dần, tùy theo nhu cầu, trong khi tư bản hoạt động, và có thể lấy món lợi nhuận đã thu được để chi vào khoản ấy, việc đó cũng không làm cho nguồn gốc của lợi nhuận thay đổi chút nào cả. Cái bộ phận cấu thành giá trị sản sinh ra lợi nhuận đó chỉ chứng tỏ rằng người lao động cung cấp lao động thặng dư cho quỹ bảo hiểm cũng như cho quỹ sửa chữa. Smith còn nói với chúng ta rằng phải gạt ra ngoài thu nhập dòng, nghĩa là phải gạt ra ngoài thu nhập hiểu theo nghĩa riêng của nó, toàn bộ tư bản cố định cũng như toàn bộ cái phần tư bản lưu động cần thiết để bảo tồn và sửa chữa tư bản cố định cũng như để đổi mới tư bản đó, nghĩa là về thực chất thì phải gạt ra ngoài thu nhập dòng tất cả mọi tư bản không tồn tại dưới hình thái hiện vật khiến cho người ta có thể sử dụng nó làm quỹ tiêu dùng. Rõ ràng là mọi chi phí để bảo tồn tư bản cố định phải được gạt ra ngoài thu nhập dòng của xã hội. Cả những vật liệu cần thiết để duy trì máy móc và công cụ lao động có ích trong tình trạng hoạt động được. Lẫn sản phẩm của lao động cần thiết để làm cho những vật liệu ấy có được hình thức mong muốn, đều không bao giờ lại có thể cấu thành một bộ phận của thu nhập đó được. Thực ra thì giá cả của lao động ấy có thể là một bộ phận của thu nhập dòng, vì công nhân làm lao động đó có thể bỏ toàn bộ giá trị của tiền công của họ vào quỹ tiêu dùng trực tiếp của họ. Nhưng trong những loại lao động khác thì giá cả, nghĩa là tiền công trả cho lao động đó cũng như sản phẩm, do lao động đó vật hóa thành đều gia nhập quỹ tiêu dùng đó. Giá cả gia nhập quỹ tiêu dùng của công nhân, sản phẩm gia nhập quỹ tiêu dùng của những người khác là những người mà sinh hoạt, tiện nghi, và thích thú được nâng cao nhờ lao động của những công nhân đó. Ở đây, Smith vấp phải một sự phân biệt rất quan trọng giữa những công nhân sản xuất tư liệu sản xuất và những công nhân sản xuất trực tiếp ra vật phẩm tiêu dùng. Giá trị của sản phẩm hàng hóa của loại công nhân thứ nhất chứa đựng một bộ phận cấu thành ngang với tổng số tiền công, nghĩa là ngang với giá trị của bộ phận tư bản bỏ ra để mua sức lao động. Về mặt vật chất, bộ phận giá trị ấy tồn tại dưới hình thức một phần nào đó trong số những tư liệu sản xuất do những công nhân ấy sản xuất ra. Số tiền công mà họ lĩnh được là thu nhập của họ, nhưng lao động của họ không tạo ra những sản phẩm có thể tiêu dùng cá nhân được cho bản thân họ cũng như cho những người khác. Do đó, bản thân những sản phẩm ấy không phải là một yếu tố của cái bộ phận sản phẩm hàng năm dành cho quỹ tiêu dùng xã hội, mà chỉ trong quỹ tiêu dùng này thì thu nhập dòng mới có thể thực hiện được. Ở đây, Smith quên không nói thêm rằng điều nói về tiền công cũng áp dụng như thế được đối với cái bộ phận cấu thành giá trị của tư liệu sản xuất hình thành thu nhập đầu tiên của các nhà tư bản công nghiệp với tư cách là giá trị thặng dư, dưới những phạm trù lợi nhuận và địa tô. Những bộ phận cấu thành giá trị đó cũng tồn tại dưới hình thái tư liệu sản xuất, dưới hình thái những vật không tiêu dùng cá nhân được, chỉ sau khi chuyển hóa thành tiền rồi, thì những bộ phận đó mới có thể đổi lấy một số lượng vật phẩm tiêu dùng ngang với giá cả của chúng, do loại công nhân thứ hai sản xuất ra, và chuyển số vật phẩm tiêu dùng ấy vào quỹ tiêu dùng cá nhân của những người sở hữu những tư liệu sản xuất đó. Nhưng vì vậy mà Smith lại càng phải thấy rằng bộ phận giá trị của những tư liệu sản xuất mà người ta sản xuất ra hàng năm, ngang với giá trị những tư liệu sản xuất đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đó. Nghĩa là ngang với giá trị những tư liệu sản xuất dùng để sản xuất ra tư liệu sản xuất, tức là bộ phận giá trị ngang với giá trị của tư bản bất biến được sử dụng ở đây, bộ phận đó không bao giờ có thể là một bộ phận cấu thành giá trị tạo ra thu nhập được, không những do hình thái hiện vật của nó, mà còn do chức năng tư bản của nó nữa. Còn về loại công nhân thứ hai, tức là loại trực tiếp sản xuất ra những vật phẩm tiêu dùng, thì những định nghĩa của Smith không hoàn toàn chính xác. Thực tế, ông ta nói rằng trong những ngành lao động ấy, cả giá cả của lao động lẫn sản phẩm đều gia nhập quỹ tiêu dùng trực tiếp, giá cả nghĩa là tiền lĩnh được với tư cách là tiền công, gia nhập quỹ tiêu dùng của công nhân, còn sản phẩm thì gia nhập quỹ tiêu dùng của những người khác là những người mà sinh hoạt, tiện nghi và thích thú được nâng cao nhờ lao động của những công nhân đó. Nhưng người công nhân không thể sống trực tiếp bằng giá cả lao động của mình, tức là bằng số tiền mà người ta trả cho họ dưới hình thái tiền công, người công nhân thực hiện tiền đó bằng cách dùng tiền đó mua những vật phẩm tiêu dùng. Những vật phẩm này một phần có thể gồm những hàng hóa do bản thân người đó đã sản xuất ra. Mặt khác, sản phẩm của bản thân anh ta có thể là một sản phẩm chỉ đi vào tiêu dùng của những kẻ bóc lột lao động thôi. Sau khi đã hoàn toàn loại trừ tư bản cố định ra khỏi,
thu nhập ròng của một nước như vậy, Smith nói tiếp. Mặc dù toàn bộ chi phí nhằm bảo tồn tư bản cố định nhất thiết phải được loại ra như vậy khỏi thu nhập ròng của xã hội, nhưng đối với trường hợp những chi phí nhằm bảo tồn tư bản lưu động thì lại không như thế. Trong số 4 bộ phận hợp thành tư bản lưu động tiền, tư liệu sinh hoạt, nguyên vật liệu và thành phẩm, thì 3 bộ phận sau cùng, như đã nói, thường xuyên được rút ra khỏi tư bản lưu động để chuyển hoặc giả vào tư bản cố định của xã hội, hoặc giả vào quỹ tiêu dùng trực tiếp. Bộ phận những vật phẩm có thể tiêu dùng được mà không dùng trực tiếp vào việc bảo tồn cái thứ nhất, tư bản cố định thì gia nhập toàn bộ vào cái thứ hai, quỹ tiêu dùng trực tiếp và cấu thành một bộ phận của thu nhập ròng của xã hội. Vì vậy, việc bảo tồn 3 bộ phận đó của tư bản lưu động chỉ làm giảm thu nhập ròng của xã hội một phần sản phẩm hàng năm cần thiết để bảo tồn tư bản cố định. Khi Smith nói rằng bộ phận tư bản lưu động không dùng để sản xuất ra tư liệu sản xuất, thì đi vào việc sản xuất ra những vật phẩm tiêu dùng, tức là vào bộ phận sản phẩm hàng năm dùng để lập quỹ tiêu dùng của toàn bộ xã hội, thì đó chỉ là một câu nói trùng lặp. Nhưng điều quan trọng là điều tiếp ngay sau đấy. Về mặt đó, tư bản lưu động của một xã hội khác với tư bản lưu động của một cá nhân. Tư bản lưu động của một cá nhân thì hoàn toàn nằm ngoài thu nhập ròng của người đó và không bao giờ có thể cấu thành một bộ phận nào của thu nhập đó được. Thu nhập ròng của một cá nhân chỉ có thể gồm lợi nhuận của người đó thôi. Mặc dù tư bản lưu động của mỗi cá nhân là một bộ phận tư bản lưu động của cái xã hội mà người đó là một thành viên, nhưng hoàn toàn không phải vì vậy mà tư bản đó lại nhất thiết phải bị loại ra khỏi thu nhập ròng của xã hội và không thể cấu thành một bộ phận của thu nhập ròng đó. Mặc dù tất cả những hàng hóa trong cửa hàng của một thương nhân bán lẻ tuyệt nhiên không thể đem chuyển toàn bộ vào cái quỹ dành cho tiêu dùng trực tiếp của người đó được. Nhưng chúng có thể đi vào quỹ tiêu dùng của những người khác, những người này, nhờ có thu nhập lấy được từ các quỹ khác, có thể hoàn lại được một cách đều đặn giá trị của các hàng hóa cộng thêm lợi nhuận cho người thương nhân bán lẻ, mà không khiến cho tư bản của người thương nhân bán lẻ cũng như tư bản của họ giảm đi một chút nào. Như thế, chúng ta thấy. Một cũng giống như tư bản cố định và tư bản lưu động cần thiết để tái sản xuất và bảo tồn tư bản cố định. Smith quên mất chức năng của tư bản cố định, tư bản lưu động của mỗi một nhà tư bản cá biệt hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật phẩm tiêu dùng cũng hoàn toàn bị gạt ra ngoài thu nhập ròng của hắn là thu nhập chỉ có thể gồm có lợi nhuận của hắn thôi. Vậy trong sản phẩm hàng hóa của hắn, bộ phận thay thế tư bản của hắn không thể phân giải thành những bộ phận cấu thành giá trị hình thành thu nhập của hắn được. Hai tư bản lưu động của mỗi một nhà tư bản cá biệt cấu thành một bộ phận của tư bản lưu động của xã hội, hoàn toàn giống như mọi tư bản cố định cá biệt. Ba tư bản lưu động của xã hội, tuy chỉ là tổng số các tư bản lưu động cá biệt, nhưng lại có một tính chất khác với tư bản lưu động của mỗi nhà tư bản cá biệt. Tư bản lưu động của nhà tư bản cá biệt không bao giờ có thể là một phần của thu nhập của nhà tư bản cá biệt, trái lại. Một bộ phận của tư bản lưu động xã hội cụ thể là bộ phận gồm vật phẩm tiêu dùng có thể đồng thời là một bộ phận thu nhập của xã hội, hay như Smith đã nói ở trên, bộ phận đó của tư bản không nhất định phải làm giảm thu nhập ròng của xã hội một phần nào đó của sản phẩm hàng năm. Thực ra, cái mà ở đây Smith gọi là tư bản lưu động, thì đó là tư bản hàng hóa được sản xuất ra hàng năm, mà những nhà tư bản sản xuất vật phẩm tiêu dùng đưa vào lưu thông hàng năm. Toàn bộ sản phẩm hàng hóa hàng năm đó là những sản phẩm có thể tiêu dùng và vì vậy hình thành cái quỹ trong đó người ta thực hiện hoặc chi tiêu những thu nhập ròng của xã hội gồm cả tiền công. Đáng lẽ Smith phải chọn những khối hàng hóa nằm trong kho của các nhà tư bản công nghiệp thì ông ta lại chọn hàng hóa trong cửa hàng của người tiểu thương để làm ví dụ. Nếu Smith tổng hợp những ý kiến tản mát đã nảy ra trong đầu óc ông trước kia, khi ông nghiên cứu sự tái sản xuất ra cái mà ông gọi là tư bản cố định. Và bây giờ khi ông nghiên cứu sự tái sản xuất ra cái mà ông gọi là tư bản lưu động, thì có lẽ ông sẽ đi đến kết quả sau đây. Một lớn, sản phẩm xã hội hàng năm chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất gồm những tư liệu sản xuất, nhóm thứ hai gồm những vật phẩm tiêu dùng. Cần phải nghiên cứu riêng từng nhóm đó. Hai lớn, tổng giá trị của bộ phận sản phẩm hàng năm gồm những tư liệu sản xuất phân chia ra như sau. Một bộ phận giá trị chỉ là giá trị của những tư liệu sản xuất đã dùng vào việc chế tạo ra những tư liệu sản xuất ấy, do đó nó chỉ là một giá trị tư bản tái hiện dưới một hình thái đổi mới. Bộ phận thứ hai thì bằng giá trị của tư bản đã bỏ vào sức lao động, hay là bằng tổng số tiền công do những nhà tư bản thuộc lĩnh vực sản xuất đó trả. Cuối cùng, bộ phận giá trị thứ ba thì cấu thành nguồn gốc của những lợi nhuận, gồm cả địa tô, của những nhà tư bản công nghiệp loại này.
Bộ phận cấu thành thứ nhất theo A. Smith, đó là bộ phận tư bản cố định được tái sản xuất ra của mọi tư bản cá biệt được sử dụng trong nhóm thứ nhất hoàn toàn nằm ngoài thu nhập dòng. Và không bao giờ có thể cấu thành một bộ phận nào của thu nhập đó được, dù đó là thu nhập của nhà tư bản cá biệt hay của toàn bộ xã hội. Bộ phận đó luôn luôn làm chức năng tư bản, mà không bao giờ làm chức năng thu nhập. Về mặt này thì, tư bản cố định của mỗi một nhà tư bản cá biệt không khác tư bản cố định của toàn bộ xã hội một chút nào cả. Nhưng những bộ phận giá trị khác của số sản phẩm hàng năm của xã hội do những tư liệu sản xuất cấu thành do đó. Những bộ phận giá trị này cũng tồn tại thành những phần tương ứng trong tổng khối lượng những tư liệu sản xuất ấy cũng đồng thời hình thành những thu nhập cho tất cả những người tham gia vào ngành sản xuất đó, tiền công cho công nhân, lợi nhuận và địa tô cho những nhà tư bản. Nhưng những bộ phận đó không hình thành thu nhập, mà hình thành một tư bản cho xã hội, dù rằng sản phẩm hàng năm của xã hội chỉ gồm tổng số những sản phẩm của những nhà tư bản cá biệt thuộc xã hội đó. Do chính bản chất của chúng, phần lớn những sản phẩm này chỉ có thể làm chức năng tư liệu sản xuất thôi, và ngay cả những sản phẩm có thể làm chức năng vật phẩm tiêu dùng khi cần thiết, thì cũng được dành làm nguyên liệu hay vật liệu phụ cho một quá trình sản xuất mới. Chúng hoạt động với tư cách là như vậy, tức là với tư cách là tư bản nhưng không phải trong tay những người sản xuất ra chúng, mà là trong tay những người sử dụng chúng, cụ thể là ba lớn, trong tay những nhà tư bản thuộc nhóm thứ hai, tức là trong tay những người sản xuất trực tiếp ra những vật phẩm tiêu dùng. Đối với những người này, những tư liệu sản xuất đó hoàn lại tư bản đã dùng để sản xuất ra vật phẩm tiêu dùng, trong chừng mực số tư bản này không chuyển hóa thành sức lao động. Nghĩa là không gồm tổng số tiền công của những công nhân thuộc nhóm thứ hai này, còn đối với tư bản đã tiêu dùng, tư bản này bây giờ đang tồn tại dưới hình thái những vật phẩm tiêu dùng trong tay những nhà tư bản sản xuất ra những vật phẩm tiêu dùng đó thì đến lượt nó, đứng về mặt xã hội, nó hình thành quỹ tiêu dùng trong đó những nhà tư bản và công nhân thuộc nhóm thứ nhất thực hiện thu nhập của họ. Nếu A. Smith tiếp tục phân tích đến mức đó, thì ông ta đã gần đến chỗ giải quyết được toàn bộ vấn đề. Trên thực tế, ông đã đến gần chỗ đó, vì ông đã nhận thấy rằng những bộ phận nhất định của giá trị của một loại tư bản hàng hóa, tư liệu sản xuất loại tư bản hợp thành tổng sản phẩm hàng năm của xã hội tuy có cấu thành thu nhập cho những công nhân và những nhà tư bản cá biệt sản xuất ra chúng. Nhưng không cấu thành một bộ phận của thu nhập của xã hội, còn một bộ phận của giá trị của loại tư bản hàng hóa khác vật phẩm tiêu dùng, thì tuy cấu thành giá trị tư bản cho những cá nhân sở hữu bộ phận đó, tức là những nhà tư bản hoạt động trong lĩnh vực đầu tư đó. Nhưng vẫn chỉ là một bộ phận của thu nhập xã hội thôi. Nhưng từ những điều nói trên, chúng ta cũng đã thấy rằng. Thứ nhất, tuy rằng tư bản xã hội chỉ bằng tổng số những tư bản cá biệt cộng lại, và vì vậy, sản phẩm hàng hóa hay tư bản hàng hóa, hàng năm của xã hội cũng bằng tổng số những sản phẩm hàng hóa của những tư bản cá biệt đó. Tuy rằng do đó, việc phân giải giá trị hàng hóa thành những bộ phận cấu thành của nó vốn thích dụng đối với mọi tư bản hàng hóa cá biệt cũng phải thích dụng đối với tư bản hàng hóa của toàn thể xã hội, và rút cục thì thực tế thích dụng như thế, nhưng cái hình thái trong đó những bộ phận cấu thành đó của giá trị biểu hiện ra trong toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội, lại là một hình thái khác. Thứ hai, ngay cả trên cơ sở tái sản xuất giản đơn, cũng không phải chỉ có sự sản xuất ra tiền công tư bản khả biến và giá trị thẳng dư, mà còn có sự sản xuất trực tiếp ra một giá trị tư bản bất biến mới nữa. Mặc dù ngày lao động chỉ chia thành có hai phần, một phần trong đó người công nhân bù lại tư bản khả biến, nghĩa là trên thực tế sản xuất ra một vật ngang giá cần thiết để mua sức lao động của họ, và phần thứ hai trong đó người công nhân sản xuất ra giá trị thẳng dư lợi nhuận, địa tô, vân vân. Và chính lao động hàng ngày hao phí vào việc tái sản xuất ra những tư liệu sản xuất, lao động mà giá trị phân thành tiền công và giá trị thẳng dư, chính lao động ấy được thực hiện thành những tư liệu sản xuất mới, dùng để hoàn lại bộ phận tư bản bất biến đã chi phí vào việc sản xuất ra những vật phẩm tiêu dùng. Những khó khăn chủ yếu mà trên đây chúng ta đã giải quyết phần lớn xuất hiện không phải trong khi nghiên cứu tích lũy, mà trong khi nghiên cứu tái sản xuất giản đơn. Chính vì thế mà A. Smith trong quyển 2, và trước ông là Kenney trong Tableau Economic, đều xuất phát từ tái sản xuất giản đơn khi hai ông nghiên cứu sự vận động của sản phẩm hàng năm của xã hội và sự tái sản xuất ra sản phẩm hàng năm đó, do lưu thông làm môi giới. Hai nhỏ, việc Smith phân giải giá trị trao đổi thành V nhỏ cộng M nhỏ. Theo giáo điều của A. Smith, thì giá cả hay, giá trị thay đổi, của mọi hàng hóa cá biệt và do đó của tất cả các hàng hóa gộp chung lại,
những hàng hóa này cấu thành sản phẩm hàng năm của xã hội. Smith đã làm đúng khi ở đâu cũng lấy sản xuất tư bản chủ nghĩa làm tiền đề, là do ba bộ phận cấu thành, sau đây hợp thành, hoặc phân giải thành tiền công, lợi nhuận và địa tô. Như thế, ta có thể quy giáo điều ấy thành giá trị hàng hóa bằng V nhỏ cộng M nhỏ, nghĩa là bằng giá trị của tư bản khả biến đã ứng ra cộng với giá trị thẳng dư. Và chính A, Smith rõ ràng đã cho phép chúng ta có thể quy như thế lợi nhuận và địa tô thành một đơn vị chung mà chúng ta gọi là M, như những đoạn trích dẫn sau đây sẽ chứng tỏ điều đó. Trong những đoạn trích dẫn này, trước hết, chúng ta tước bỏ những điểm thứ yếu, nghĩa là tất cả những điểm nào hình như hay thật sự đi chệch khỏi giáo điều bảo rằng giá trị hàng hóa chỉ gồm đâu có những yếu tố mà chúng ta biểu thị bằng V nhỏ cộng M nhỏ. Trong công trường thủ công, giá trị mà công nhân thêm vào vật liệu, phân giải, thành hai bộ phận, một bộ phận thì để trả tiền công cho họ, còn bộ phận kia là để trả lợi nhuận cho người chủ của họ, về toàn bộ số tư bản mà người đó đã ứng ra dưới hình thái vật liệu và tiền công. Tuy rằng tiền công của người làm ở công trường thủ công, công nhân công trường thủ công là do người chủ ứng ra, nhưng sự thực thì người chủ không tốn kém gì cả, vì thường thường giá trị của tiền công đó được duy trì preserve cho người ấy kèm thêm lợi nhuận trong giá trị đã tăng thêm của vật phẩm mà người công nhân đã bỏ lao động của họ vào. Bộ phận, tư bản, chỉ ra, để duy trì lao động sản xuất, sau khi đã làm chức năng tư bản cho người đó, người chủ thì hình thành thu nhập của những người này, công nhân. Trong chương mà chúng tôi vừa trích dẫn, A. Smith đã nói thẳng ra rằng, toàn bộ sản phẩm hàng năm của ruộng đất và lao động của một nước thì tất nhiên chia thành hai phần. Một phần, thường là lớn nhất, trước hết nhằm bù lại tư bản hoặc đổi mới lương thực, nguyên liệu và thành phẩm đã lấy ở tư bản, một phần khác được dùng để hình thành thu nhập cho người sở hữu tư bản đó, với tư cách là lợi nhuận của tư bản, hoặc cho một người nào khác, với tư cách là địa tô của ruộng đất của người đó. Như A. Smith đã nói cho chúng ta biết trên đây, chỉ có một bộ phận của tư bản là đồng thời hình thành thu nhập cho một người nào đó, cụ thể là bộ phận bỏ ra mua lao động sản xuất. Bộ phận đó tức là tư bản khả biến lúc đầu làm chức năng tư bản, trong tay người chủ và cho người chủ, rồi sau đó thì, hình thành thu nhập của bản thân những người công nhân sản xuất. Nhà tư bản chuyển hóa một bộ phận giá trị tư bản của hắn thành sức lao động, và chính bằng cách đó mà hắn đã chuyển hóa bộ phận ấy thành tư bản khả biến. Chỉ nhờ sự chuyển hóa như vậy mà không những riêng bộ phận đó của tư bản, mà cả toàn bộ tư bản của hắn đều hoạt động với tư cách là tư bản công nghiệp. Người công nhân tức là người bán sức lao động nhận được giá trị của sức lao động đó dưới hình thái tiền công. Trong tay người, công nhân, sức lao động chỉ là một hàng hóa có thể bán được, một hàng hóa làm cho người công nhân sống được bằng cách đem bán nó đi và do đó nó là cái nguồn thu nhập duy nhất của người ấy. Sức lao động chỉ làm chức năng tư bản khả biến khi nó nằm trong tay kẻ mua nó, tức là trong tay nhà tư bản, và bản thân giá mua sức lao động chỉ được nhà tư bản ứng ra về bề ngoài mà thôi, vì người công nhân đã cung cấp trước cho nhà tư bản giá trị của sức lao động rồi. Như vậy, sau khi đã chỉ cho chúng ta thấy rằng trong công trường thủ công, giá trị của sản phẩm bằng V nhỏ cộng M nhỏ, trong đó M nhỏ bằng lợi nhuận của nhà tư bản A. Smith còn nói với chúng ta rằng trong nông nghiệp, công nhân, ngoài việc tái sản xuất ra một giá trị ngang với sự tiêu dùng riêng của họ hay ngang với tư bản đem lại công ăn việc làm cho họ, tư bản khả biến cộng với lợi nhuận của nhà tư bản, ngoài tư bản của người Fermier và tất cả lợi nhuận của người này ra, họ còn tái sản xuất một cách đều đặn địa tô cho chủ đất nữa. Địa tô rơi vào tay chủ đất, điều đó không quan hệ gì đến vấn đề chúng ta đang nghiên cứu. Trước khi rơi vào tay chủ đất, địa tô phải nằm trong tay người Fermier, tức là trong tay nhà tư bản công nghiệp. Trước khi trở thành thu nhập của một người nào đấy, địa tô phải là một bộ phận cấu thành giá trị của sản phẩm đã. Vậy đối với bản thân A. Smith, cả địa tô lẫn lợi nhuận chỉ là những bộ phận cấu thành của giá trị thẳng dư, mà người công nhân sản xuất không ngừng tái sản xuất ra cùng một lúc với tiền công của bản thân họ, nghĩa là với giá trị của tư bản khả biến. Vậy địa tô và lợi nhuận đều là những bộ phận của giá trị thẳng dư M, và như thế là ở A. Smith, giá cả của mọi hàng hóa đều phân giải thành V nhỏ cộng M nhỏ. Cái giáo điều bảo rằng giá cả của mọi hàng hóa, và do đó của sản phẩm hàng hóa hàng năm nữa phân giải thành tiền công, cộng với lợi nhuận, cộng với địa tô, cái giáo điều đó, ngay trong phần bí truyền thường thường xuất hiện trong tác phẩm của A. Smith, cũng mang cái hình thức là giá trị của mọi hàng hóa, và do đó của sản phẩm hàng hóa hàng năm của xã hội nữa,
bằng V nhỏ cộng M nhỏ bằng giá trị tư bản bỏ vào sức lao động và được người công nhân luôn luôn tái sản xuất ra, cộng với giá trị thẳng dư mà người công nhân thêm vào nhờ lao động của họ. Cái kết luận cuối cùng đó của A. Smith đồng thời cho chúng ta thấy xin xem ở đoạn sau đây nguồn gốc của sự phân tích phiến diện của ông ta về những bộ phận cấu thành mà giá trị hàng hóa có thể phân giải thành. Những bộ phận cấu thành đó đồng thời là những nguồn thu nhập khác nhau cho những giai cấp khác nhau hoạt động trong sản xuất, điều đó không dính dáng gì đến việc xác định lượng của từng bộ phận cấu thành trong số những bộ phận cấu thành đó, cũng không dính dáng gì đến việc xác định tổng số giá trị của các bộ phận cấu thành đó. Khi Smith nói, tiền công, lợi nhuận và địa tô là ba nguồn ban đầu của mọi thu nhập và mọi giá trị trao đổi. Xét cho cùng thì bất cứ thu nhập nào khác cũng đều là do một trong ba nguồn đó mà ra cả. Thì ở đây ông đã chồng chất đủ mọi thứ lầm lẫn. Một nhỏ tất cả những thành viên của xã hội không tham gia trực tiếp vào tái sản xuất tức không lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất hay nói chung không lao động. Cũng chỉ có thể nhận được cái phần của họ trong sản phẩm hàng hóa hàng năm tức là vật phẩm tiêu dùng của họ trước tiên là từ tay những giai cấp nắm được sản phẩm trước nhất, những người công nhân sản xuất, những nhà tư bản công nghiệp và địa chủ. Trong chừng mực đó thì thu nhập của họ về mặt vật chất là do tiền công của những công nhân sản xuất, lợi nhuận và địa tô mà ra, và vì vậy những thu nhập này là những thu nhập phái sinh so với những thu nhập ban đầu đó. Nhưng mặt khác, những người nhận những thu nhập phái sinh với ý nghĩa như vậy, thì nhận được những thu nhập đó nhờ chức năng xã hội của họ như vua, thầy tu, giáo sư, gái đí, lính đánh thuê, vân vân. Và vì vậy họ có thể coi những chức năng của mình là những nguồn ban đầu của thu nhập của họ. Hai nhỏ, và ở đây, sai lầm thô kệch của A. Smith lên đến cực độ, sau khi bắt đầu bằng việc xác định một cách đúng đắn những bộ phận cấu thành của giá trị hàng hóa và tổng số những giá trị mới tạo ra, thể hiện trong các bộ phận ấy, và sau đó chứng minh rằng tất cả những bộ phận cấu thành ấy tạo thành bấy nhiêu nguồn thu nhập khác nhau. Tôi chép nguyên văn từng chữ câu này trong bản thảo của Marx ra, mặc dù nằm trong đoạn này thì hình như nó mâu thuẫn với điều đã trình bày trước đây cũng như trực tiếp ngay sau đây. Nhưng dưới đây, ở điểm 4, tư bản và thu nhập ở A. Smith, thì cái mâu thuẫn bề ngoài đó sẽ được giải quyết, Engel. Sau khi đã chứng minh rằng thu nhập là do giá trị mà ra, thì ông lại làm ngược lại, và từ chỗ coi thu nhập là những bộ phận cấu thành, ông lại biến chúng thành nguồn ban đầu của mọi giá trị trao đổi, và quan niệm này vẫn là quan niệm chi phối ở ông ta, thành thử ông đã mở toang cửa cho khoa kinh tế tầm thường. Ba nhỏ, bộ phận bất biến của tư bản. Bây giờ, chúng ta hãy xét xem A. Smith đã dùng phù phép nào để cố gạt cái bộ phận bất biến của giá trị tư bản ra khỏi giá trị hàng hóa. Trong giá cả ngũ cốc, chẳng hạn, một bộ phận là dùng để trả địa tô cho chủ đất. Nhưng việc người ta nộp bộ phận cấu thành của giá trị đó cho chủ đất và bộ phận đó hình thành thu nhập của chủ đất dưới hình thái địa tô, việc đó chẳng dính dáng gì tới nguồn gốc của bộ phận đó cả. Chẳng khác gì nguồn gốc của các bộ phận cấu thành khác của giá trị cũng không dính dáng gì đến việc những bộ phận cấu thành đó hình thành những nguồn thu nhập dưới hình thái lợi nhuận và tiền công. Một bộ phận khác dùng để trả tiền công hay nuôi dưỡng những công nhân, ông còn thêm, và xúc vật cày kéo. Dùng vào việc sản xuất ra ngũ cốc đó và bộ phận thứ ba dùng để trả lợi nhuận của người Fermier. Cả ba bộ phận đó hình như, sự thực thì chúng chỉ hình như, hoặc trực tiếp, hoặc rút cục cấu thành toàn bộ giá cả của ngũ cốc. Ở đây, chúng ta hoàn toàn không nói đến việc Adam đã chọn một ví dụ không đạt một tí nào cả. Giá trị của ngũ cốc phân giải thành tiền công, lợi nhuận và địa tô, chỉ vì thức ăn mà súc vật cày kéo đã ăn, được coi là tiền công của chúng, còn bản thân súc vật cày kéo thì được coi là những công nhân làm thuê, và do đó người công nhân làm thuê bị coi là một con vật cày kéo. Toàn bộ giá cả đó, tức là việc xác định toàn bộ đại lượng của giá cả đó, hoàn toàn không phụ thuộc gì vào việc phân phối nó cho ba hạng người nói trên. Có thể là, hình như cần có một bộ phận thứ tư để bù lại tư bản của người Fermier, tức là bù lại hao mòn của súc vật cày kéo và của các nông cụ khác của hắn. Nhưng cần phải thấy rằng bản thân giá cả của bất cứ nông cụ nào cũng vậy, ví dụ giá cả của một con ngựa cày kéo cũng lại gồm có ba yếu tố kể trên, địa tô của ruộng đất dùng để nuôi ngựa, lao động tiêu phí để nuôi dưỡng ngựa và lợi nhuận của người Fermier đã ứng ra cả hai thứ đó, địa tô cho ruộng đất và tiền công cho lao động. Bởi vậy, mặc dầu giá cả của ngũ cốc có thể phải bù đắp được giá cả lẫn chi phí nuôi dưỡng ngựa, nhưng toàn bộ giá cả ngũ cốc bao giờ cũng hoặc trực tiếp hoặc xét cho đến cùng đều phân giải thành cũng ba bộ phận ấy, địa tô, lao động, ông muốn nói tiền công và lợi nhuận. Đó là nguyên văn tất cả những gì mà A.
Smith đưa ra để luận chứng cho cái học thuyết lạ lùng của ông. Sự chứng minh của ông ta chỉ bao hàm có việc lặp đi lặp lại cũng một lời khẳng định ấy mà thôi. Ví dụ ông cho rằng giá cả của ngũ cốc không phải chỉ bao gồm có V nhỏ cộng M nhỏ, mà còn bao gồm cả giá cả những tư liệu sản xuất đã tiêu dùng vào việc sản xuất ra ngũ cốc nữa, tức là còn bao gồm một giá trị tư bản mà người Fermier đã không chi phí vào sức lao động. Nhưng ông lại nói rằng giá cả của tất cả những tư liệu sản xuất ấy đến lượt chúng cũng phân giải thành V nhỏ cộng M nhỏ như giá cả của ngũ cốc vậy. Adam Smith chỉ quên không nói thêm rằng, giá cả của những tư liệu sản xuất ngoài ra còn phân giải thành giá cả những tư liệu sản xuất dùng vào việc sản xuất ra chúng. Ông đưa ta từ một ngành sản xuất này đến một ngành sản xuất khác, và từ ngành sản xuất sau ông lại dẫn ta đến một ngành sản xuất thứ ba nữa. Khẳng định rằng toàn bộ giá cả của hàng hóa, trực tiếp, hoặc xét cho đến cùng, đều phân giải thành V nhỏ cộng M nhỏ. Khẳng định như vậy sẽ không phải là một câu nói lẩn tránh trống rỗng, chỉ khi nào người ta chứng minh được rằng những sản phẩm hàng hóa mà giá cả phân giải trực tiếp thành C nhỏ, giá cả những tư liệu sản xuất đã tiêu dùng bằng V nhỏ cộng M nhỏ, thì rút cục được bù lại bởi những sản phẩm hàng hóa thay thế toàn bộ, những tư liệu sản xuất đã tiêu dùng, đó những sản phẩm hàng hóa này, ngược lại, được sản xuất ra chỉ là nhờ có bỏ tư bản khả biến ra, tức là tư bản chi phí vào sức lao động mà thôi. Trong trường hợp đó thì giá cả của những sản phẩm hàng hóa này sẽ trực tiếp bằng V nhỏ cộng M nhỏ. Do đó, giá cả của những sản phẩm hàng hóa thứ nhất, C cộng V nhỏ cộng M nhỏ, trong đó C là tư bản bất biến, rút cục cũng có thể phân giải thành V nhỏ cộng M nhỏ. Bản thân Adam Smith không nghĩ rằng mình đã đưa ra một sự chứng minh như thế khi nêu ví dụ những người Nhật, sỏi Scotland, những người này, theo ông ta, thì một không cung cấp một giá trị thẳng dư nào cả, mà chỉ sản xuất ra bản thân tiền công của họ thôi. Hai không sử dụng tư liệu sản xuất nào hết, dầu là họ cũng sử dụng tư liệu sản xuất dưới hình thức thái giỏ, túi và những đồ đựng khác để chuyên chở sỏi. Trên kia, chúng ta đã thấy rằng, sau đó, bản thân A. Smith đã vứt bỏ lý luận của ông ta mà không nhận là mình tự mâu thuẫn với mình. Nhưng ta phải tìm nguồn gốc của những mâu thuẫn đó chính trong các điểm xuất phát khoa học của ông. Tư bản chuyển thành lao động thì sản xuất ra một giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Bằng cách nào? A. Smith trả lời, bằng cách là trong quá trình sản xuất, công nhân đã đưa vào những vật do họ gia công một số giá trị mà ngoài cái ngang giá với bản thân giá mua của những vật đó, còn hình thành một giá trị thẳng dư, lợi nhuận và địa tô không rơi vào tay họ mà rơi vào tay những người sử dụng lao động của họ. Nhưng đó là tất cả những gì họ làm và có thể làm được. Đối với lao động công nghiệp trong một ngày như thế nào, thì đối với lao động mà toàn bộ giai cấp các nhà tư bản vận dụng trong một năm cũng vậy. Vì thế tổng khối lượng của giá trị mới tạo hàng năm của xã hội chỉ có thể phân giải thành V nhỏ cộng M nhỏ, tức là thành một vật ngang giá mà công nhân dùng để hoàn lại số giá trị tư bản đã chi phí vào giá cả mua họ, và một giá trị phụ thêm mà họ phải cung cấp thêm cho những người sử dụng họ. Nhưng hai yếu tố giá trị đó của hàng hóa lại đồng thời cấu thành những nguồn thu nhập cho những giai cấp khác nhau đã tham gia tái sản xuất, yếu tố thứ nhất cấu thành tiền công, tức là thu nhập của công nhân. Yếu tố thứ hai cấu thành giá trị thẳng dư mà nhà tư bản công nghiệp giữ lại một phần cho bản thân hắn dưới hình thái lợi nhuận, còn một phần khác thì nhường lại dưới hình thái địa tô, tức là thu nhập của chủ đất. Thế thì do đâu mà có một bộ phận cấu thành giá trị nữa, nếu sản phẩm giá trị hàng năm không còn chứa đựng một yếu tố nào khác nữa ngoài V nhỏ cộng M nhỏ. Ở đây, chúng ta đang nói về tái sản xuất giản đơn. Nếu tổng số lao động trong một năm phân giải thành lao động cần thiết để tái sản xuất ra giá trị tư bản đã chi vào sức lao động, và thành lao động cần thiết để tạo ra giá trị thẳng dư, vậy thì nói chung do đâu mà có số lao động để sản xuất ra cái giá trị tư bản không chi vào sức lao động? Sự việc là như sau. 1. A. Smith xác định giá trị của một hàng hóa bằng số lượng lao động mà người làm thuê, thêm vào, đối tượng lao động. Nguyên văn ông ta dùng là, vào vật liệu, vì ông nói về công trường thủ công, bản thân công trường thủ công chế biến những cái đã là sản phẩm của lao động rồi. Nhưng như thế cũng chẳng làm cho thực chất vấn đề thay đổi một chút nào. Giá trị mà một công nhân, thêm vào, và chữ này cũng là thuật ngữ của Adam, một vật tuyệt nhiên không hề phụ thuộc vào việc bản thân vật được gắn thêm giá trị ấy, trước đó đã có giá trị hay không. Như vậy là người công nhân tạo ra một sản phẩm giá trị mới dưới hình thái hàng hóa, phần sản phẩm giá trị mới tạo này, theo A. Smith, thì ngang giá với tiền công của người công nhân, và do đó,
phần ấy do lượng giá trị của tiền công của người công nhân quyết định. Tùy theo tiền công đó nhiều hay ít mà người công nhân phải thêm vào nhiều hay ít lao động để sản xuất hoặc tái sản xuất ra một giá trị ngang với giá trị của tiền công của mình. Nhưng mặt khác, người công nhân lại còn tiếp tục lao động thêm quá cái giới hạn mà chúng ta vừa vạch ra, để tạo ra giá trị thẳng dư cho nhà tư bản thuê mình. Giá trị thẳng dư này có hoàn toàn nằm lại trong tay nhà tư bản, hay nhà tư bản phải nhượng lại một phần cho một người thứ ba, điều đó tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến tính quy định về mặt chất giá trị đó, nói chung là giá trị thẳng dư cũng như về mặt lượng theo ý nghĩa đại lượng của giá trị thẳng dư do người công nhân làm thuê thêm vào. Đó cũng là giá trị như bất cứ bộ phận giá trị nào khác của sản phẩm, nhưng nó có một điểm khác là công nhân đã không nhận được và sau này cũng sẽ không nhận được một vật ngang giá về số giá trị đó. Trái lại, nhà tư bản chiếm hữu giá trị đó mà không trả vật ngang giá. Tổng giá trị của hàng hóa là do số lao động mà công nhân đã bỏ ra để sản xuất hàng hóa đó, quyết định. Một bộ phận của tổng giá trị đó được quy định là nó ngang với giá trị của tiền công, đó là vật ngang giá với tiền công. Vì vậy, bộ phận thứ hai, tức là giá trị thẳng dư, nhất thiết cũng phải được quy định đúng như vậy. Cụ thể là, bộ phận đó bằng tổng giá trị của sản phẩm trừ đi bộ phận giá trị của sản phẩm ngang giá với tiền công. Do đó, bộ phận ấy bằng cái phần trội lên của sản phẩm giá trị được tạo ra trong khi sản xuất ra hàng hóa, ngoài bộ phận giá trị mới ngang giá với tiền công nằm trong sản phẩm đó. Hai, điều thích dụng đối với hàng hóa do người công nhân cá biệt sản xuất ra trong một xí nghiệp công nghiệp cá biệt, thì cũng thích dụng đối với sản phẩm hàng năm của tất cả mọi ngành sản xuất. Điều đúng với lao động hàng ngày của một công nhân sản xuất cá biệt, thì cũng đúng với lao động hàng năm của toàn bộ giai cấp công nhân sản xuất. Giai cấp công nhân này, cố định, đó là thuật ngữ mà Smith đã dùng, vào trong sản phẩm hàng năm một tổng giá trị do số lượng lao động đã chi phí trong năm quyết định. Và tổng giá trị này phân giải thành hai bộ phận, một bộ phận được quyết định bởi lượng lao động hàng năm nhờ nó mà giai cấp công nhân tạo ra một vật ngang giá với tiền công hàng năm của mình trên thực tế, đó là bản thân tiền công. Còn một bộ phận khác thì được quyết định bởi lao động hàng năm phụ thêm mà người công nhân dùng để tạo ra một giá trị thẳng dư cho giai cấp các nhà tư bản. Vậy là sản phẩm giá trị hàng năm chứa đựng trong sản phẩm hàng năm chỉ gồm cho hai yếu tố, cái ngang giá với tiền công hàng năm mà giai cấp công nhân nhận được và giá trị thẳng dư cung cấp hàng năm cho giai cấp các nhà tư bản. Nhưng tiền công hàng năm là thu nhập của giai cấp công nhân, và tổng số giá trị thẳng dư hàng năm là thu nhập của giai cấp các nhà tư bản. Như vậy, cả hai yếu tố ấy, và quan điểm này là quan điểm đúng khi trình bày về tái sản xuất giản đơn đại biểu cho những phần tương đối trong quỹ tiêu dùng hàng năm và được thực hiện trong quỹ đó. Và như thế là hoàn toàn không còn có chỗ nào cho giá trị tư bản bất biến, cho sự tái sản xuất ra tư bản hoạt động dưới hình thái tư liệu sản xuất. Nhưng trong lời nói đầu của tác phẩm của ông, A. Smith đã nói rõ ra rằng tất cả những bộ phận của giá trị hàng hóa làm chức năng thu nhập, đều ăn khớp với sản phẩm lao động hàng năm dành cho quỹ tiêu dùng xã hội. Mục đích của bốn quyển đầu này là giải thích thu nhập của quốc dân gồm có những gì, bản chất của cái quỹ, đã cung cấp cho tiêu dùng hàng năm của họ là như thế nào. Và ngay trong câu đầu tiên của lời nói đầu ấy đã nói, lao động hàng năm của mỗi quốc gia là cái quỹ ngay từ đầu đã cung cấp cho quốc gia đó tất cả những tư liệu sinh hoạt mà quốc gia đó tiêu dùng trong năm. Những tư liệu sinh hoạt đó bao giờ cũng là sản phẩm trực tiếp của lao động đó, hoặc là những vật mua của những quốc gia khác nhờ sản phẩm đó. Sai lầm thứ nhất của A. Smith là đồng nhất giá trị của sản phẩm hàng năm với sản phẩm giá trị mới tạo ra hàng năm. Sản phẩm giá trị mới tạo ra hàng năm chỉ là sản phẩm của lao động năm qua thôi. Giá trị sản phẩm hàng năm, ngoài ra, còn bao gồm tất cả những yếu tố giá trị đã tiêu dùng để sản xuất ra sản phẩm hàng năm, nhưng đã được sản xuất ra trong năm trước, và một phần còn được sản xuất ra trong những năm trước nữa, đó là những tư liệu sản xuất mà giá trị chỉ tái hiện ra thôi, và về mặt giá trị của chúng, những tư liệu sản xuất này đều không phải là do lao động chi phí trong năm qua sản xuất ra hay tái sản xuất ra. Chính do sự lẫn lộn này mà A. Smith đã vứt bỏ cái bộ phận giá trị bất biến trong sản phẩm hàng năm. Bản thân sự lẫn lộn đó lại dựa trên một sai lầm khác trong quan niệm cơ bản của ông. Ông không phân biệt được tính chất hai mặt của bản thân lao động trong chừng mực nó là sự chi phí sức lao động, thì sáng tạo ra giá trị, và trong chừng mực nó là lao động cụ thể, có ích, thì tạo ra những vật phẩm tiêu dùng, giá trị sử dụng. Tổng số những hàng hóa sản xuất ra trong một năm, tức là tổng sản phẩm hàng năm,
là sản phẩm của lao động có ích đã hoạt động trong năm qua, chính chỉ vì lao động sử dụng một cách xã hội được chi phí vào một hệ thống rất nhiều ngành những loại lao động có ích khác nhau, nên tất cả những hàng hóa ấy mới tồn tại được. Chính chỉ nhờ thế mà giá trị của những tư liệu sản xuất đã tiêu dùng vào việc sản xuất ra những hàng hóa đó mới được bảo tồn trong tổng giá trị của chúng và mới tái hiện dưới một hình thái hiện vật mới. Vậy tổng sản phẩm hàng năm là kết quả của lao động có ích đã bỏ ra trong năm, nhưng chỉ một bộ phận trong giá trị của sản phẩm hàng năm là mới được tạo ra trong năm mà thôi. Bộ phận đó là sản phẩm giá trị hàng năm, đại biểu cho tổng số lao động được vận dụng ngay trong năm đó. Do đó, khi A. Smith nói trong đoạn văn vừa trích dẫn, lao động hàng năm của mỗi quốc gia là cái quỹ ngay từ đầu đã cung cấp cho quốc gia đó tất cả những tư liệu sinh hoạt mà quốc gia đó tiêu dùng trong năm, vân vân. Ngoặc kép phẩy, thì ông ta đã đứng một cách phiến diện trên quan điểm lao động có ích đơn thuần, là lao động rõ ràng đã làm cho tất cả những tư liệu sinh hoạt đó có được hình thái có thể tiêu dùng được. Nhưng khi làm như thế, ông đã quên mất rằng điều đó không thể thực hiện được nếu không có sự giúp sức của những tư liệu lao động và đối tượng lao động do những năm trước để lại, và do đó mà, lao động hàng năm, trong chừng mực nó tạo ra giá trị, vẫn tuyệt nhiên không tạo ra tất cả giá trị của sản phẩm do nó đã làm ra. Ông quên mất rằng sản phẩm giá trị mới tạo ra nhỏ hơn giá trị của sản phẩm. Nếu ta không thể trách cứ A. Smith rằng trong sự phân tích này, ông không đi xa hơn những kẻ hậu bối của ông, mặc dầu phái trọng nông cũng đã có mưu toan đầu tiên để giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Thì ngược lại sau đó, ông ta lại lạc vào một mớ lộn xộn, chủ yếu là vì quan niệm, bí truyền, của ông về giá trị hàng hóa nói chung luôn luôn lẫn lộn với những quan niệm, công truyền, của ông là những quan niệm đã chiếm ưu thế trong học thuyết của ông, tuy rằng cái bản năng khoa học của ông thỉnh thoảng lại làm cho quan điểm bí truyền của ông tái hiện ra. Bốn nhỏ tư bản và thu nhập ở A. Smith bộ phận giá trị của bất cứ hàng hóa nào và do đó của cả sản phẩm hàng năm nữa mà chỉ đơn thuần cấu thành vật ngang giá với tiền công thì bằng tư bản mà nhà tư bản đã ứng ra để trả tiền công, nghĩa là bằng bộ phận cấu thành khả biến của toàn bộ tư bản mà nhà tư bản đã ứng ra. Cái bộ phận đó của giá trị tư bản ứng trước, nhà tư bản thu hồi lại nhờ có một bộ phận cấu thành giá trị mới sản xuất ra trong hàng hóa do những người công nhân làm thuê cung cấp. Dầu cho tư bản khả biến có được ứng ra theo ý nghĩa là nhà tư bản trả bằng tiền cho công nhân cái phần thuộc về họ trong một sản phẩm chưa hoàn thành để có thể bán ra được, hoặc đã hoàn thành nhưng nhà tư bản chưa bán được. Hay là nhà tư bản trả cho công nhân bằng số tiền mà hắn đã nhận được nhờ bán hàng hóa do công nhân sản xuất ra, hoặc nữa là, nhờ đi vay mà hắn có được trước số tiền đó. Trong tất cả các trường hợp ấy, nhà tư bản đều chi phí tư bản khả biến là cái chạy về tay công nhân dưới hình thái tiền. Và mặt khác, trong tất cả các trường hợp ấy, nhà tư bản có được cái ngang giá với giá trị tư bản đó dưới dạng một bộ phận giá trị của hàng hóa, trong đó người công nhân đã tái sản xuất ra cái phần thuộc về anh ta trong tổng giá trị, nói một cách khác là cái bộ phận trong đó người công nhân đã sản xuất ra giá trị của bản thân tiền công của anh ta. Đáng lẽ nhà tư bản cung cấp cho công nhân cái bộ phận giá trị đó dưới hình thái hiện vật của sản phẩm mà bản thân công nhân đã sản xuất ra, thì hắn lại trả bộ phận giá trị đó cho công nhân bằng tiền. Vậy là đối với nhà tư bản, bộ phận cấu thành khả biến của giá trị tư bản mà hắn đã ứng ra, giờ đây lại tồn tại dưới hình thái hàng hóa, còn công nhân thì lại nhận được dưới hình thái tiền, cái ngang giá với sức lao động mà anh ta đã bán đi. Vậy là trong khi một bộ phận của tư bản do nhà tư bản ứng ra và được chuyển hóa thành tư bản khả biến bởi hành vi mua sức lao động đang hoạt động trong bản thân quá trình sản xuất với tư cách là sức lao động đang thể hiện ra trong hành động và do tiêu dùng sức lao động đó mà bộ phận khả biến của tư bản ứng trước lại được tái sản xuất ra dưới hình thái hàng hóa với tư cách là một giá trị mới. Nghĩa là được tái sản xuất ra, vậy là có sự tái sản xuất, nghĩa là một sự sản xuất mới ra giá trị tư bản ứng trước thì cũng vào lúc đó, người công nhân lại đem tiêu giá trị hay giá cả của sức lao động đã bán đi của anh ta vào tư liệu sinh hoạt, vào những tư liệu cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động của anh ta. Một món tiền ngang với tư bản khả biến, cấu thành thu nhập của người công nhân, tức là thu nhập chỉ tồn tại chừng nào anh ta còn có thể bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Hàng hóa của người công nhân làm thuê bản thân sức lao động của người đó chỉ làm chức năng hàng hóa chừng nào nó được nhập vào tư bản của nhà tư bản, chừng nào nó làm chức năng tư bản. Mặt khác, tư bản mà nhà tư bản bỏ ra dưới hình thái tư bản tiền tệ để mua sức lao động, lại làm chức năng thu nhập trong tay người bán sức lao động, tức là người công nhân làm thuê.
Ở đây, nhiều quá trình lưu thông và sản xuất khác nhau quyện chặt với nhau, mà A. Smith không phân biệt. Thứ nhất, những hành vi thuộc quá trình lưu thông, người công nhân bán hàng hóa của mình tức là sức lao động cho nhà tư bản. Tiền mà nhà tư bản bỏ ra mua sức lao động thì đối với hắn là tiền bỏ ra để được tăng thêm giá trị, tức là tư bản tiền tệ. Tư bản này không bị chi tiêu đi mà chỉ được ứng ra thôi. Đó là ý nghĩa thực sự của khoản ứng trước của phái Trọng Nông, dù nhà tư bản lấy tiền ấy ở đâu ra thì điều đó cũng hoàn toàn không quan trọng. Đối với nhà tư bản, bất cứ giá trị nào mà hắn bỏ ra để trả cho quá trình sản xuất thì cũng đều là khoản ứng trước cả, dù là trả trước hay trả sau cũng vậy. Đó là một khoản ứng trước cho bản thân quá trình sản xuất. Điều xảy ra ở đây chỉ đơn thuần là điều xảy ra trong mọi việc bán hàng hóa. Người bán nhượng một giá trị sử dụng, ở đây là sức lao động, và nhận được giá trị của nó, thực hiện giá cả của giá trị sử dụng đó, dưới hình thái tiền. Người mua bỏ tiền ra, và thay vào đó nhận được bản thân hàng hóa, ở đây là sức lao động. Thứ hai, trong quá trình sản xuất, sức lao động đã mua bây giờ cấu thành một bộ phận của tư bản đang hoạt động, và ở đây bản thân người công nhân chỉ hoạt động như là một hình thái hiện vật đặc biệt của tư bản đó thôi, hình thái khác với những yếu tố của tư bản đó đang tồn tại dưới hình thái hiện vật của những tư liệu sản xuất. Trong thời gian của quá trình sản xuất, bằng cách chi phí sức lao động của mình, người công nhân thêm vào những tư liệu sản xuất mà anh ta biến thành sản phẩm, một giá trị ngang với giá trị sức lao động của anh ta, không kể giá trị thặng dư. Vậy là anh ta tái sản xuất cho nhà tư bản, dưới hình thái hàng hóa, cái bộ phận tư bản mà nhà tư bản đã ứng cho anh ta hay sẽ ứng ra cho anh ta dưới hình thái tiền công. Anh ta tạo ra cho nhà tư bản một cái ngang giá với bộ phận tư bản đó, do đó anh ta sản xuất ra cho nhà tư bản cái tư bản mà hắn ta có thể ứng ra trở lại để mua sức lao động. Thứ ba, vì thế, khi bán hàng hóa, một bộ phận của giá bán hoàn lại cho nhà tư bản số tư bản khả biến mà hắn đã ứng ra, và do đó, cho phép hắn ta có thể lại mua một lần nữa sức lao động, cũng như cho phép người công nhân lại bán một lần nữa sức lao động đó. Trong mọi hành vi mua và bán hàng hóa trong chừng mực chúng ta chỉ nghiên cứu bản thân những hành vi giao dịch đó thôi thì tiền có được do bán hàng hóa sẽ được dùng làm gì trong tay người bán, và vật dụng mua vào sẽ được dùng vào việc gì trong tay người mua, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Vậy trong chừng mực chỉ xét riêng quá trình lưu thông thôi thì sức lao động mà nhà tư bản mua vào có tái sản xuất ra giá trị tư bản cho hắn hay không, và mặt khác tiền nhận được với tư cách là giá bán của sức lao động có hình thành thu nhập cho người công nhân hay không, điều đó cũng hoàn toàn không quan trọng. Đại lượng giá trị của thương phẩm của người công nhân, tức là của sức lao động của anh ta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc nó hình thành thu nhập của anh ta, cũng như bởi việc người mua sử dụng thương phẩm này sẽ tái sản xuất ra giá trị tư bản cho người ấy. Chính vì giá trị của sức lao động nghĩa là giá bán thích đáng của hàng hóa đó là do số lượng lao động cần thiết để tái sản xuất ra nó quyết định, còn bản thân số lượng lao động này thì ở đây lại phụ thuộc vào số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người công nhân. Tức là số lượng lao động cần thiết để bảo tồn đời sống của người công nhân, cho nên tiền công trở thành cái thu nhập mà người công nhân phải dùng để sống. Thật là hoàn toàn sai lầm khi A. Smith nói rằng, bộ phận tư bản chi ra để duy trì lao động sản xuất sau khi đã làm chức năng tư bản cho họ nhà tư bản. Thì hình thành thu nhập cho những người này, công nhân, tiền mà nhà tư bản dùng để trả cho sức lao động mà hắn đã mua, thì làm chức năng tư bản cho hắn, trong chừng mực mà nhờ số tiền đó, hắn nhập sức lao động vào những yếu tố vật của tư bản của hắn, và chỉ nhờ có việc đó, nói chung, mới khiến cho tư bản của hắn có thể hoạt động với tư cách là tư bản sản xuất. Chúng ta cần phân biệt, trong tay người công nhân, sức lao động là hàng hóa chứ không phải là tư bản, nó cấu thành một thu nhập cho người công nhân chừng nào mà anh ta có thể không ngừng lặp đi lặp lại việc bán sức lao động. Sức lao động chỉ hoạt động với tư cách là tư bản sau khi đã bị bán đi, trong tay nhà tư bản, trong bản thân quá trình sản xuất chính là sức lao động ở đây làm hai việc, trong tay công nhân, nó được dùng làm hàng hóa bán theo giá trị của nó. Trong tay nhà tư bản đã mua nó là sức sản xuất ra giá trị và giá trị sử dụng, nhưng tiền mà người công nhân nhận được của nhà tư bản thì người công nhân chỉ nhận được sau khi đã để cho nhà tư bản sử dụng sức lao động của mình, sau khi sức lao động đã được thực hiện trong giá trị của sản phẩm lao động. Nhà tư bản nắm được giá trị đó trong tay trước khi trả tiền, vậy không phải tiền là cái đã hoạt động hai lần, trước hết làm hình thái tiền của tư bản khả biến, rồi sau đó làm tiền công. Mà chính sức lao động là cái đã hoạt động hai lần, thứ nhất, làm chức năng hàng hóa khi bán sức lao động trong việc ấn định số tiền công cần phải trả thì tiền chỉ đóng vai trò thước đo giá trị trên ý niệm và lại không tuyệt đối cần thiết là nhà tư bản phải có tiền trong tay.
Thứ hai là trong quá trình sản xuất, nơi mà sức lao động làm chức năng, tư bản, tức là làm yếu tố sáng tạo ra giá trị sử dụng và giá trị ở trong tay nhà tư bản. Sức lao động đã cung cấp dưới hình thái thành hóa, cái ngang giá cần phải trả cho công nhân, trước khi nhà tư bản trả cái ngang giá đó cho công nhân dưới hình thái tiền. Vậy chính công nhân là người sáng tạo ra cái quỹ tiền công mà nhà tư bản lấy để trả cho công nhân, nhưng thế cũng chưa phải đã hết, tiền mà người công nhân nhận được thì anh ta tiêu đi để duy trì sức lao động của mình, tức là nếu xét toàn bộ giai cấp các nhà tư bản và toàn bộ giai cấp công nhân để duy trì cho nhà tư bản cái công cụ duy nhất cho phép hắn có thể tồn tại với tư cách là nhà tư bản. Vậy việc không ngừng mua và bán sức lao động, một mặt làm cho sức lao động mãi mãi thành một yếu tố của tư bản, chính vì thế mà tư bản biểu hiện thành cái sáng tạo ra hàng hóa, nghĩa là những vật phẩm tiêu dùng có một giá trị. Tiếp nữa, cũng chính vì thế mà cái bộ phận tư bản dùng để mua sức lao động không ngừng được tái tạo ra bằng cách bán sản phẩm do sức lao động tạo ra, do đó chính công nhân là người không ngừng tạo ra quỹ tư bản dùng để trả công cho anh ta. Mặt khác, việc không ngừng bán sức lao động của mình trở thành một cái nguồn luôn luôn được đổi mới để duy trì đời sống của người công nhân, và như thế, sức lao động của anh ta là cái tài sản mà anh ta rút ra thu nhập để sống. Thu nhập của công nhân ở đây chẳng qua chỉ có nghĩa là sự chiếm hữu những giá trị do không ngừng bán đi bán lại một hàng hóa, sức lao động mà có, hơn nữa bản thân những giá trị này cũng chỉ dùng để không ngừng tái sản xuất ra thứ hàng hóa mà công nhân buộc phải không ngừng bán đi. Và trong chừng mực đó, A. Smith đã có lý khi nói rằng bộ phận giá trị của sản phẩm do bản thân người công nhân tạo ra, và vì thế mà nhà tư bản trả cho anh ta một vật ngang giá dưới hình thái tiền công, bộ phận ấy trở thành nguồn thu nhập cho người công nhân. Nhưng điều đó không làm thay đổi một chút gì trong tính chất cũng như trong đại lượng của bộ phận giá trị đó của hàng hóa, chẳng khác gì giá trị của các tư liệu sản xuất không vì làm chức năng giá trị tư bản mà thay đổi. Hoặc cũng chẳng khác gì tính chất hay độ dài của một đoạn thẳng không vì đoạn thẳng đó dùng làm đường đáy của một hình tam giác hay làm trục của một hình elip mà thay đổi. Giá trị của sức lao động cũng được quy định một cách độc lập với tình hình đó giống như giá trị của những tư liệu sản xuất. Cái bộ phận giá trị đó của hàng hóa không bao gồm thu nhập của công nhân với tư cách là một trong những nhân tố độc lập cấu thành giá trị đó, bộ phận giá trị đó cũng không phân giải thành thu nhập. Mặc dù cái giá trị mới đó do người công nhân không ngừng tái tạo ra, cấu thành một nguồn thu nhập cho người công nhân, nhưng không phải vì thế mà ngược lại, thu nhập của công nhân lại cấu thành một bộ phận của giá trị mới do anh ta sản xuất ra. Đại lượng của cái phần trả cho anh ta trong cái giá trị mới do anh ta tạo ra, chỉ quyết định khối lượng giá trị của thu nhập của anh ta, chứ không phải là ngược lại. Việc bộ phận đó của giá trị mới cấu thành thu nhập cho người công nhân, chỉ đơn thuần nói lên rằng bộ phận đó sẽ biến thành cái gì, nói lên tính chất của việc sử dụng bộ phận đó, và không liên quan gì tới sự hình thành ra bộ phận đó cả, cũng như chẳng liên quan gì đến bất kỳ sự hình thành giá trị nào khác. Nếu tôi lĩnh một tuần lễ 10 ta le, thì cái việc lĩnh một thu nhập hàng tuần như vậy chẳng làm thay đổi gì bản chất của 10 ta le, cũng như chẳng làm thay đổi gì đại lượng giá trị của chúng cả. Như giá trị của bất cứ hàng hóa nào khác, giá trị của sức lao động là do số lượng lao động cần thiết để tái sản xuất ra nó quyết định, việc số lượng lao động ấy do giá trị các tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân quyết định, nghĩa là nó bằng số lao động cần thiết để tái sản xuất ra bản thân những điều kiện sinh sống của người công nhân, việc đó là nét đặc trưng của hàng hóa ấy, của sức lao động. Nhưng tình hình đó đối với giá trị sức lao động cũng đặc trưng như giá trị của súc vật cầy kéo là do giá trị của các tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi dưỡng chúng quyết định, tức là do số lượng lao động của con người cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt đó quyết định. Nhưng trong vấn đề này, chính phạm trù thu nhập là cái gây ra tất cả mọi tai hại ở A. Smith, ở ông ta, các loại thu nhập khác nhau hợp thành những bộ phận cấu thành của giá trị hàng hóa mới tạo ra. Được sản xuất ra hàng năm, trong khi đó thì hai bộ phận mà giá trị hàng hóa đó đã phân giải thành đối với nhà tư bản, tức là cái ngang giá với số tư bản khả biến của hắn đã ứng ra dưới hình thái tiền khi mua lao động, và bộ phận giá trị khác cũng thuộc về hắn nhưng hắn không tốn kém gì cả, tức là giá trị thặng dư, ngược lại, đều cấu thành những nguồn thu nhập. Cái ngang giá của tư bản khả biến lại được ứng ra để mua sức lao động và trong chừng mực đó thì hình thành thu nhập cho người công nhân dưới hình thái tiền công. Bộ phận kia giá trị thặng dư vì không phải bù lại cho nhà tư bản một khoản tư bản ứng trước nào cả, nên nó có thể được nhà tư bản chi vào vật phẩm tiêu dùng cần thiết hoặc xa xỉ, nó có thể được tiêu dùng toàn bộ với tư cách là thu nhập chứ không biến thành một loại giá trị tư bản nào cả.
Tiền đề để có được những thu nhập đó là bản thân giá trị hàng hóa, và đối với nhà tư bản thì những bộ phận cấu thành của giá trị hàng hóa đó chỉ phân biệt nhau chừng nào mà chúng hình thành hoặc là một vật ngang giá với giá trị tư bản khả biến do hắn đã ứng ra, hoặc là một số trội lên ngoài số giá trị tư bản khả biến do hắn đã ứng ra. Cả hai bộ phận đó chẳng qua chỉ gồm sức lao động đã tiêu phí trong thời gian sản xuất hàng hóa, được thực hiện trong quá trình lao động, cả hai không phải là tiền thu hay thu nhập mà là một sự chi phí lao động. Sau sự lầm lẫn, lấy cái nọ làm cái kia đó, trong đó thu nhập trở thành nguồn của giá trị hàng hóa, chứ không phải giá trị hàng hóa là nguồn của thu nhập, thì giá trị hàng hóa ở A. Smith hình như là do các loại thu nhập hợp thành ở ông ta, những thu nhập này được quyết định một cách độc lập đối với nhau, và tổng giá trị của hàng hóa được xác định bằng cách cộng những lượng giá trị của các thu nhập ấy lại. Nhưng thử hỏi, giá trị của mỗi một thu nhập ấy, những thu nhập phải đẻ ra giá trị hàng hóa, thì sẽ được xác định như thế nào? Đối với tiền công thì có thể xác định được, bởi vì tiền công là giá trị của hàng hóa của người công nhân, tức là của sức lao động, mà giá trị ấy, cũng như giá trị của bất cứ hàng hóa nào khác thì do số lao động cần thiết để tái sản xuất ra nó quyết định. Nhưng đối với giá trị thặng dư, hay theo A. Smith thì đối với hai hình thái của giá trị thặng dư, tức là lợi nhuận và địa tô, thì làm như thế nào để xác định được? Ở đây, việc giải thích của A. Smith chỉ là một lời tán xuông trống rỗng, khi thì A. Smith trình bày tiền công và giá trị thặng dư, hay tiền công và lợi nhuận là những bộ phận cấu thành, hợp thành, giá trị hàng hóa, hay giá cả hàng hóa, khi thì và thường thường hầu như liền ngay trong cùng một đoạn ông trình bày chúng như là những bộ phận mà giá cả của hàng hóa phân giải thành. Mà điều này lại có nghĩa là nói ngược lại, có nghĩa là nói rằng giá trị hàng hóa là cái có trước tiên, và các bộ phận khác nhau của cái giá trị đã cho trước đó rơi vào tay những người khác nhau đã tham gia quá trình sản xuất dưới hình thái những thu nhập khác nhau. Điều khẳng định ấy của A. Smith tuyệt nhiên không giống với quan niệm cho rằng giá trị hàng hóa là do ba bộ phận cấu thành đó hợp thành, nếu tôi tự ấn định độ dài của ba đoạn thẳng khác nhau. Rồi tôi dùng ba đoạn đó làm những bộ phận cấu thành để dựng một đoạn thẳng thứ tư dài bằng cả ba đoạn đó cộng lại, thì đó hoàn toàn là một cách làm khác với cách làm sau đây, có một đoạn thẳng nhất định và nhằm một mục đích nào đó tôi chia nó ra, nghĩa là tôi phân giải nó thành ba đoạn khác nhau. Trong trường hợp thứ nhất, độ dài của toàn đoạn thẳng nhất định thay đổi tùy theo độ dài của ba đoạn thẳng hợp thành đoạn thẳng đó. Trong trường hợp thứ hai, độ dài của ba đoạn ngay từ đầu đã bị hạn chế rồi, vì ba đoạn đó là những bộ phận của một đoạn thẳng có một độ dài nhất định. Nhưng trên thực tế, trong chừng mực chúng ta nói đến điểm đúng trong sự trình bày của A. Smith, cụ thể là điểm nói rằng, giá trị do lao động hàng năm mới tạo ra, chứa đựng trong sản phẩm hàng hóa hàng năm của xã hội cũng như chứa đựng trong mọi hàng hóa cá biệt, hoặc trong sản phẩm lao động của một ngày, một tuần lễ, vân vân, thì ngang với giá trị của tư bản khả biến ứng trước, tức là ngang với bộ phận giá trị lại dùng để mua sức lao động cộng với giá trị thặng dư, mà nhà tư bản trong trường hợp tái sản xuất giản đơn và trong mọi điều kiện khác không thay đổi có thể thực hiện toàn bộ thành những vật phẩm dành cho sự tiêu dùng cá nhân của hắn. Sau nữa, nếu chúng ta nhớ rằng A. Smith lẫn lộn lao động, trong chừng mực nó tạo ra giá trị, là sự chi phí sức lao động. Với lao động, trong chừng mực nó tạo ra giá trị sử dụng, là lao động được chi phí dưới hình thái có ích và hợp lý, trong chừng mực đó thì toàn bộ quan niệm của A. Smith quy lại là như sau, giá trị của mọi hàng hóa đều là sản phẩm của lao động, vậy giá trị của sản phẩm lao động trong một năm, hoặc giá trị của sản phẩm hàng hóa hàng năm của xã hội, cũng đều là sản phẩm của lao động. Nhưng vì bất cứ lao động nào cũng phân giải thành, một thời gian lao động cần thiết, trong đó người công nhân chỉ tái sản xuất ra vật ngang giá với tư bản đã ứng ra mua sức lao động của anh ta, và hai, lao động thẳng dư mà nhờ nó, người công nhân đem lại cho nhà tư bản một giá trị mà nhà tư bản không trả bằng một vật ngang giá nào, tức là đem lại giá trị thẳng dư cho nhà tư bản. Như vậy, theo quan niệm của A. Smith, tất cả mọi giá trị hàng hóa chỉ có thể phân giải thành hai bộ phận cấu thành khác nhau đó thôi, và rút cục. Với tư cách là tiền công thì nó hình thành thu nhập cho giai cấp công nhân, còn với tư cách là giá trị thẳng dư thì hình thành thu nhập cho giai cấp các nhà tư bản. Còn về giá trị tư bản bất biến, tức là giá trị những tư liệu sản xuất đã tiêu dùng trong việc sản xuất ra sản phẩm hàng năm, thì tuy không thể nói rõ trừ phi nói một cách trống rỗng rằng nhà tư bản tính cho người mua phải chịu khi bán hàng hóa của mình, giá trị đó gia nhập giá trị của sản phẩm mới như thế nào, nhưng vì bản thân những tư liệu sản xuất cũng là sản phẩm của lao động. Cho nên theo A. Smith,
Phân tích cho đến cùng, thì bộ phận giá trị đó của sản phẩm mới chỉ có thể lại cũng gồm có vật ngang giá với tư bản khả biến và giá trị thẳng dư, tức là chỉ có thể gồm có sản phẩm của lao động cần thiết và của lao động thẳng dư. Nếu những giá trị của các tư liệu sản xuất đó là chức năng giá trị tư bản trong tay những người sử dụng chúng, thì điều đó cũng không ngăn cản những giá trị ấy, lúc ban đầu, tức là nếu đi sâu đến tận gốc rễ, nằm trong tay những kẻ khác. Nghĩa là trước kia nữa, cũng đã có thể phân giải thành hai bộ phận giá trị như thế, tức là thành hai nguồn thu nhập khác nhau. Trong lập luận đó có một điểm đúng, đó là trong sự vận động của tư bản xã hội, tức là của toàn thể các tư bản cá biệt, thì tình hình thể hiện ra một cách khác, so với mỗi tư bản cá biệt lấy riêng ra mà xét, nghĩa là nếu đứng trên quan điểm nhà tư bản cá biệt mà nhìn. Đối với nhà tư bản cá biệt thì giá trị hàng hóa phân giải thành một yếu tố bất biến, yếu tố thứ tư, như A. Smith nói, và hai tổng số tiền công và giá trị thẳng dư, hoặc tiền công, lợi nhuận và địa tô. Trái lại, đứng trên quan điểm xã hội mà xét, thì yếu tố thứ tư của A. Smith, tức là giá trị tư bản bất biến, biến mất. Năm nhỏ kết luận, cái công thức vô lý cho rằng ba loại thu nhập, tiền công, lợi nhuận và địa tô là ba bộ phận cấu thành của giá trị hàng hóa, công thức đó ở A. Smith bắt nguồn từ công thức có lý hơn bảo rằng giá trị hàng hóa, phân giải, thành ba bộ phận cấu thành đó. Nhưng như thế cũng vẫn sai, ngay cả khi chúng ta giả định rằng giá trị hàng hóa chỉ có thể chia thành cái ngang giá với sức lao động đã sử dụng và giá trị thẳng dư do sức lao động tạo ra. Nhưng sự sai lầm này của A. Smith, ở đây lại dựa trên một cơ sở sâu hơn, đúng đắn hơn. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa vào việc người công nhân sản xuất bán cho nhà tư bản sức lao động của bản thân với tư cách là hàng hóa của anh ta, và sau đó, trong tay nhà tư bản, sức lao động chỉ hoạt động với tư cách là một yếu tố của tư bản sản xuất của hắn. Cái công việc giao dịch thuộc phạm vi lưu thông đó, tức là bán và mua sức lao động, không những chỉ mới đầu quá trình sản xuất mà còn quyết định một cách mặc nhiên tính chất đặc thù của quá trình đó nữa. Ở đây, việc sản xuất ra một giá trị sử dụng và ngay cả việc sản xuất ra một hàng hóa, vì việc sản xuất đó cũng có thể do những người lao động sản xuất độc lập tiến hành, chỉ là một phương tiện để sản xuất ra giá trị thẳng dư tuyệt đối và giá trị thẳng dư tương đối cho nhà tư bản. Chính vì vậy mà trong khi phân tích quá trình sản xuất, chúng ta đã thấy rằng việc sản xuất ra giá trị thẳng dư tuyệt đối và giá trị thẳng dư tương đối quyết định một thời gian của quá trình lao động hàng ngày. Hai, toàn bộ hình thái xã hội và kỹ thuật của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chính trong nội bộ quá trình sản xuất này đã thực hiện sự phân biệt giữa việc đơn thuần bảo tồn một giá trị tư bản bất biến, việc thực sự tái sản xuất ra cái giá trị ứng trước cái ngang giá với sức lao động, và việc sản xuất ra giá trị thẳng dư, tức là một giá trị mà nhà tư bản không ứng ra một vật ngang giá nào để trả trước, cũng như sau khi việc đã xong. Tuy rằng việc chiếm hữu giá trị thẳng dư giá trị dôi ra ngoài vật ngang giá với giá trị do nhà tư bản đã đứng ra là do việc mua và bán sức lao động chuẩn bị, nhưng việc chiếm hữu này là một hành vi tiến hành trong bản thân quá trình sản xuất, và cấu thành một giai đoạn chủ yếu của quá trình đó. Hành vi mở đầu là một hành vi lưu thông, mua và bán sức lao động, bản thân hành vi đó lại dựa vào một sự phân phối những yếu tố sản xuất. Sự phân phối này đi trước việc phân phối những sản phẩm xã hội và là tiền đề của sự phân phối này, tức là dựa vào việc tách sức lao động với tư cách là hàng hóa của người công nhân ra khỏi tư liệu sản xuất với tư cách là sở hữu của những kẻ không phải là công nhân. Nhưng đồng thời việc chiếm hữu giá trị thẳng dư như thế, hay việc phân chia như thế sự sản xuất ra giá trị thành sự tái sản xuất ra giá trị ứng trước và sản xuất ra một giá trị mới, giá trị thẳng dư, không bù lại một vật ngang giá nào. Việc đó tuyệt nhiên không làm thay đổi gì bản thân thực thể của giá trị và bản chất của việc sản xuất giá trị cả. Thực thể của giá trị chỉ là và bao giờ cũng vẫn chỉ là sức lao động đã chi phí, tức là, không kể tính chất có ích đặc thù của lao động đó như thế nào, và sự sản xuất ra giá trị chẳng qua chỉ là cái quá trình chi phí sức lao động đó. Nếu người nông nô chi phí sức lao động của mình trong suốt 6 ngày trong mỗi tuần lễ thì như thế có nghĩa là anh ta lao động trong 6 ngày. Và nếu anh ta lao động 3 ngày chẳng hạn cho bản thân trên mảnh ruộng của bản thân anh ta, và lao động 3 ngày kia cho lãnh chúa của anh ta trên ruộng đất của lãnh chúa, thì điều đó cũng không quan trọng đối với bản thân sự việc chi phí sức lao động đó. Lao động tự nguyện cho bản thân và lao động cưỡng bách cho chủ đều là lao động cả, trong chừng mực lao động đó được xét về mặt giá trị hay cả về mặt sản phẩm có ích do nó tạo ra, thì không có một sự khác nhau nào trong lao động 6 ngày đó cả.
Sự khác nhau chỉ là ở những điều kiện khác nhau đã khiến anh ta chi phí sức lao động của mình trong hai nửa của 6 ngày lao động ấy. Đối với lao động cần thiết và lao động thẳng dư của công nhân làm thuê thì cũng vậy. Quá trình sản xuất chấm dứt trong hàng hóa. Việc sức lao động đã được chi phí vào việc sản xuất ra hàng hóa giờ đây biểu hiện ra như là một thuộc tính vật chất của hàng hóa, tức là thuộc tính của hàng hóa có giá trị. Đại lượng của giá trị này được đo bằng lượng lao động đã tiêu phí, giá trị của hàng hóa không phân giải thành cái gì khác cả và cũng không bao gồm cái gì khác cả. Muốn kẻ một đường thẳng có một chiều dài nhất định, thì trước hết tôi, sản xuất, ra một đường thẳng, sự thật đấy chỉ là tượng trưng thôi. Điều đó tôi đã biết từ trước rồi bằng cách căn cứ vào một số quy tắc quy luật độc lập với ý muốn của tôi. Nếu tôi chia đường thẳng đó ra làm 3 đoạn nhỏ, những đoạn này lại có thể phù hợp với điều kiện của một bài toán nhất định, thì mỗi một đoạn đó trước sau vẫn là một đường thẳng, và toàn bộ đường thẳng ấy, mà những đoạn nhỏ này là những bộ phận, không vì phân nhỏ như vậy mà lại biến thành một cái gì khác với đường thẳng, biến thành một đường cong nào đó chẳng hạn. Tôi cũng không thể chia một đường thẳng có một chiều dài nhất định thành những bộ phận như thế nào để khi đem cộng lại, nó lại dài hơn bản thân đường thẳng trước khi bị chia. Vậy thì chiều dài của đường thẳng chưa chia cũng không phải do những độ dài bất kỳ của những đoạn nhỏ của nó quyết định. Ngược lại, những chiều dài tương đối của những đoạn nhỏ ngay từ đầu đã bị hạn chế bởi chiều dài của đường thẳng mà chúng là những bộ phận. Về mặt này thì hàng hóa do nhà tư bản chế tạo ra, không hề khác với hàng hóa do những người lao động độc lập, hay những tập thể công nhân, hay những nô lệ, chế tạo ra. Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta đang nghiên cứu, toàn bộ sản phẩm của lao động cũng như toàn bộ giá trị của sản phẩm đó thuộc về nhà tư bản. Cũng giống như bất cứ người sản xuất nào khác, nhà tư bản trước hết phải chuyển hóa hàng hóa của hắn thành tiền bằng cách bán đi để có thể tiếp tục hoạt động được, hắn phải chuyển hàng hóa thành hình thái vật ngang giá phổ biến đã. Chúng ta hãy nghiên cứu sản phẩm hàng hóa trước khi nó chuyển hóa thành tiền. Sản phẩm đó hoàn toàn thuộc về nhà tư bản. Mặt khác với tư cách là sản phẩm của lao động có ích với tư cách là giá trị sử dụng thì nó hoàn toàn là sản phẩm của quá trình lao động đã qua. Nhưng giá trị của nó thì lại không phải thế. Một bộ phận của giá trị đó chỉ là giá trị của những tư liệu sản xuất đã chi phí vào việc sản xuất ra hàng hóa và tái hiện ra dưới một hình thái mới. Bộ phận giá trị đó không được sản xuất ra trong quá trình sản xuất hàng hóa đó, bởi vì những tư liệu sản xuất đã có giá trị ấy trước quá trình sản xuất rồi, có một cách độc lập đối với quá trình sản xuất đó. Chúng đi vào quá trình sản xuất đó với tư cách là những vật mang cái giá trị ấy, chỉ có hình thái biểu hiện của giá trị ấy là đổi mới và đổi khác thôi. Đối với nhà tư bản thì bộ phận đó của giá trị hàng hóa hình thành cái ngang giá với bộ phận giá trị tư bản bất biến do hắn ứng ra và bị tiêu dùng đi trong khi sản xuất ra hàng hóa. Trước kia, bộ phận đó tồn tại dưới hình thái tư liệu sản xuất, giờ đây nó tồn tại với tư cách là một bộ phận cấu thành của giá trị của hàng hóa mới sản xuất ra. Một khi hàng hóa đã chuyển hóa thành tiền thì giá trị đó giờ đây tồn tại dưới hình thái tiền phải được chuyển hóa trở lại thành tư liệu sản xuất, thành hình thái ban đầu của nó. Hình thái do quá trình sản xuất và do chức năng của giá trị tư bản bất biến trong quá trình sản xuất ấy quyết định. Tính chất của giá trị của một hàng hóa tuyệt nhiên không vì giá trị đó làm chức năng tư bản mà thay đổi. Bộ phận giá trị thứ hai của hàng hóa là giá trị của sức lao động mà công nhân làm thuê bán cho nhà tư bản. Cũng giống như giá trị của các tư liệu sản xuất, bộ phận giá trị này được quyết định một cách độc lập với quá trình sản xuất mà sức lao động đó phải nhập vào. Và trước khi đi vào quá trình sản xuất thì giá trị đó được cố định lại trong hành vi lưu thông, tức là việc mua và bán sức lao động. Do hoạt động của mình, do sự tiêu phí sức lao động, người công nhân làm thuê sản xuất ra một giá trị hàng hóa ngang với cái giá trị nhà tư bản phải trả cho anh ta vì đã tiêu dùng sức lao động của anh ta. Anh ta cung cấp cho nhà tư bản cái giá trị đó dưới hình thái hàng hóa, nhà tư bản trả giá trị đó cho anh ta bằng tiền. Việc bộ phận đó của giá trị hàng hóa. Đối với nhà tư bản, chỉ là một vật ngang giá với tư bản khả biến mà hắn phải ứng ra dưới hình thái tiền công, việc đó cũng hoàn toàn không làm thay đổi gì cái sự thật là, giá trị ấy là một giá trị hàng hóa mới được tạo ra trong quá trình sản xuất và không gồm một cái gì khác với cái mà giá trị thẳng dư đã bao gồm, cụ thể là gồm sức lao động đã tiêu phí. Sự thật đó cũng không hề bị ảnh hưởng bởi cái tình hình là giá trị của sức lao động do nhà tư bản trả cho công nhân dưới hình thái tiền công. Lại mang hình thái thu nhập đối với công nhân. Và nhờ thế không những sức lao động không ngừng được tái sản xuất ra, mà cả giai cấp công nhân làm thuê với tư cách là một giai cấp như vậy, cũng không ngừng được tái sản xuất ra,
và cùng với việc đó thì cơ sở của toàn bộ nền sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng được tái sản xuất ra. Nhưng tổng số của hai bộ phận giá trị đó không phải là toàn bộ giá trị hàng hóa. Còn một số trội lên nữa ngoài hai bộ phận ấy, đó là giá trị thẳng dư. Cũng như bộ phận giá trị bù lại tư bản khả biến ứng ra dưới hình thái tiền công, giá trị thẳng dư là một giá trị mới được công nhân tạo ra trong quá trình sản xuất là lao động đã đông đặc lại. Chỉ có điều là giá trị thẳng dư không tốn kém gì cho người sở hữu toàn bộ sản phẩm, tức là nhà tư bản. Tình hình đó thực tế cho phép nhà tư bản tiêu dùng nó toàn bộ như là thu nhập, nếu hắn không phải nhượng một phần cho những người cùng sở hữu với hắn, chẳng hạn như địa tô trả cho chủ đất. Trong trường hợp này thì những phần nhượng đó hình thành thu nhập của những người thứ ba. Chính điều đó là động cơ nói chung đã thúc đẩy nhà tư bản của chúng ta làm công việc sản xuất hàng hóa. Nhưng cái ý tốt lúc ban đầu của nhà tư bản là thu được giá trị thẳng dư, cũng như việc hắn và những kẻ khác, sau đó, chi tiêu giá trị thẳng dư ấy như là thu nhập, đều không ảnh hưởng gì đến bản thân giá trị thẳng dư cả. Tất cả những điều đó không hề làm thay đổi cái sự thật là giá trị thẳng dư là lao động không công đã đông đặc lại, đồng thời cũng không hề làm cho đại lượng của giá trị thẳng dư thay đổi, đại lượng này hoàn toàn do những điều kiện khác quyết định. Nhưng nếu A. Smith muốn, ngay khi đã nghiên cứu giá trị hàng hóa, tìm hiểu xem những bộ phận khác nhau của giá trị hàng hóa đã đóng vai trò gì trong toàn bộ quá trình tái sản xuất như ông đã làm thì ông sẽ thấy rõ được rằng trong khi một số bộ phận cá biệt làm chức năng thu nhập, thì có những bộ phận khác lại vẫn làm chức năng tư bản và vì thế, theo logic của bản thân ông, những bộ phận này sẽ phải được coi là những bộ phận cấu thành của giá trị hàng hóa, hoặc là những bộ phận mà giá trị hàng hóa phân giải thành. A. Smith coi sản xuất hàng hóa nói chung và sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa là một. Đối với ông, tư liệu sản xuất ngay từ đầu đã là tư bản, lao động ngay từ đầu đã là lao động làm thuê, và vì vậy, đầu đầu con số công nhân có ích và sản xuất cũng đều, tỷ lệ với đại lượng của tư bản dùng để thuê họ. Nói tóm lại, những nhân tố khác nhau của quá trình lao động vật và người ngay từ đầu đã xuất hiện dưới những chiếc mặt nạ đặc trưng của thời kỳ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, ở A. Smith, việc phân tích giá trị hàng hóa trực tiếp trùng hợp với việc tìm hiểu xem, một mặt, đến mức nào thì giá trị đó là cái ngang giá đơn thuần với số tư bản đã chi ra, và mặt khác, đến mức nào thì giá trị đó lại là một giá trị tự do, không bù lại một giá trị tư bản đã ứng ra nào cả, hay giá trị thẳng dư. Do đó, những bộ phận của giá trị hàng hóa được đem so sánh với nhau theo quan điểm đó, liền lén lút biến thành những bộ phận cấu thành, độc lập của giá trị hàng hóa, và cuối cùng thành, nguồn sinh ra mọi giá trị. Một kết quả khác nữa là, hoặc là giá trị hàng hóa được cấu thành bởi các loại thu nhập khác nhau, hoặc như A. Smith nói ở những chỗ khác, phân giải thành các loại thu nhập khác nhau. Thành thử, ở A. Smith, không phải những thu nhập đó do giá trị hàng hóa cấu thành, mà chính giá trị hàng hóa lại do các thu nhập cấu thành. Nhưng bản chất của một giá trị hàng hóa với tư cách là giá trị hàng hóa, hay bản chất của tiền với tư cách là tiền, không vì chúng làm chức năng giá trị tư bản mà thay đổi, thì về sau này, giá trị hàng hóa cũng không vì làm chức năng thu nhập đối với một người nào đó mà bản chất của nó thay đổi. Hàng hóa mà A. Smith nghiên cứu, ngay từ đầu đã là tư bản hàng hóa này, ngoài giá trị tư bản đã tiêu dùng vào việc sản xuất ra hàng hóa, còn bao gồm cả giá trị thẳng dư nữa. Nghĩa là một hàng hóa được sản xuất theo phương thức tư bản chủ nghĩa, là kết quả của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa. Vậy đáng lẽ ông phải phân tích quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa trước đã, và do đó, cũng phải phân tích quá trình tăng thêm giá trị và quá trình hình thành giá trị nằm trong quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhưng vì tiền đề của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa lại là lưu thông hàng hóa, nên muốn trình bày quá trình đó thì cũng phải phân tích bằng hàng hóa trước và riêng ra. Ngay cả khi A. Smith, bí truyền, rơi vào con đường đúng, thì bao giờ ông cũng chỉ chú ý đến sự sản xuất ra giá trị khi nào ông phân tích hàng hóa, nghĩa là khi phân tích tư bản hàng hóa. Ba lớn những nhà kinh tế học sau, Ricardo thì hầu như nhắc lại nguyên si lý luận của A. Smith. Cần phải hiểu rằng tất cả những sản phẩm của một nước đều bị tiêu dùng, nhưng có một sự phân biệt hết sức lớn tùy theo trường hợp chúng bị tiêu dùng bởi những người tái sản xuất ra một giá trị khác, hay bởi những người không tái sản xuất ra giá trị đó. Khi chúng tôi nói rằng thu nhập được tiết kiệm và thêm vào tư bản, thì đó là chúng tôi muốn nói rằng phần thu nhập thêm vào tư bản ấy do những công nhân sản xuất, chứ không phải do những công nhân phi sản xuất, tiêu dùng.
Sự thực thì Ricardo đã hoàn toàn tiếp nhận lý luận của A. Smith cho rằng giá cả của hàng hóa phân giải thành tiền công và giá trị thặng dư hay thành tư bản khả biến và giá trị thặng dư. Điểm Ricardo không đồng ý với A. Smith là, một về những bộ phận cấu thành của giá trị thặng dư, ông không coi địa tô là một yếu tố tất yếu của giá trị thặng dư. Hai, Ricardo phân giải giá cả của hàng hóa thành những bộ phận cấu thành ấy. Do đó đại lượng giá trị là cái có trước. Tổng số các bộ phận cấu thành của giá cả hàng hóa được giả định là một đại lượng nhất định và Ricardo xuất phát từ đại lượng đó, chứ không làm như A. Smith là người thường hay làm ngược lại và trái với cái quan niệm sâu sắc của chính ông ta, tức là xác định đại lượng giá trị của hàng hóa về sau khi sự việc đã xảy ra bằng cách cộng những bộ phận cấu thành lại với nhau. Ramsey phản đối lại Ricardo. Ricardo quên rằng toàn bộ sản phẩm không phải chỉ chia thành tiền công và lợi nhuận, mà cần phải có một phần để bù lại tư bản cố định nữa. Ramsey coi là tư bản cố định, cái mà tôi coi là tư bản bất biến. Tư bản cố định tồn tại dưới hình thái khiến cho nó tuy có thể góp phần vào việc chế tạo ra hàng hóa đang nằm trong quá trình chế biến, nhưng không góp phần vào việc nuôi sống người công nhân. Sau khi phân giải giá trị hàng hóa, tức là cũng phân giải cả giá trị của sản phẩm xã hội hàng năm, thành tiền công và giá trị thặng dư, tức là thành những thu nhập đơn thuần, thì A. Smith lại phản đối cái kết luận tất yếu của điều khẳng định ấy là, toàn bộ sản phẩm hàng năm có thể bị tiêu dùng hết. Những nhà tư tưởng độc đáo không bao giờ rút ra những kết luận phi lý cả. Họ để cho những người như Say và McCulloch làm công việc đó. Thực tế thì Say giải quyết vấn đề đó một cách khá dễ dàng. Cái đối với người này là ứng trước tư bản, thì đối với người kia là thu nhập và sản phẩm ròng, hoặc đã là như thế. Sự phân biệt giữa tổng sản phẩm và sản phẩm ròng là một sự phân biệt thuần túy chủ quan và do đó tổng giá trị của tất cả mọi sản phẩm được phân phối thành thu nhập trong xã hội. Tổng giá trị của bất kỳ sản phẩm nào cũng đều được cấu thành bởi lợi nhuận của những chủ đất, của những nhà tư bản và những người lao động trong công nghiệp. Ở đây, tiền công biểu hiện ra thành lợi nhuận của những người lao động trong công nghiệp là những người đã góp phần sản xuất ra sản phẩm đó. Điều đó làm cho thu nhập của xã hội bằng tổng giá trị đã sản xuất ra, chứ không phải chỉ bằng sản phẩm ròng của ruộng đất, như phái những nhà kinh tế học phái trọng nông vẫn tưởng. Đóng ngoặc đơn chấm, và lại, phát minh đó của Say cũng bị Proudhon chiếm lấy. Stokser là người trên nguyên tắc cũng thừa nhận học thuyết của A. Smith, song lại cho rằng việc vận dụng thực tiễn học thuyết đó của Say không được vững. Nếu người ta thừa nhận rằng thu nhập của quốc gia là bằng tổng sản phẩm của nước đó, nghĩa là không phải khấu trừ đi một tư bản nào cả, ta nên hiểu đây là tư bản bất biến, thì cũng phải thừa nhận rằng quốc gia đó có thể tiêu dùng một cách không sản xuất toàn bộ giá trị của sản phẩm hàng năm của mình mà không làm hại gì đến thu nhập tương lai của mình cả. Chấm chấm, những sản phẩm cấu thành tư bản, bất biến của một quốc gia không phải là thứ tiêu dùng được. Nhưng Stokser đã quên không nói rằng làm thế nào sự tồn tại của bộ phận tư bản bất biến đó lại nhất trí được với sự phân tích về giá cả mà ông đã mượn ở Smith, theo đó thì giá trị hàng hóa chỉ bao gồm có tiền công và giá trị thặng dư thôi, chứ không bao gồm một phần tư bản bất biến nào cả. Chính nhờ Say mà ông ta đã thấy được rằng sự phân tích giá cả như vậy dẫn đến những kết quả vô lý, và đây là tiếng nói cuối cùng của ông về vấn đề ấy. Không thể phân giải giá cả tất yếu thành những yếu tố đơn giản nhất của nó. Sismondi, người đặc biệt quan tâm đến những quan hệ giữa tư bản với thu nhập và trên thực tế đã biến cái quan niệm đặc biệt của ông về quan hệ đó thành cái khác nhau đặc trưng của những Nouveau Principe của ông, cũng chẳng nói được một lời nào có cơ sở khoa học cả, nên cũng chẳng đóng góp được một tí gì vào việc giải quyết vấn đề. Barton, Ramsay, Seguilier cũng đã đôi lần thử vượt quá quan niệm của Smith. Họ đã thất bại, vì ngay từ đầu, họ đặt vấn đề một cách phiến diện, không phân biệt được rõ ràng giới hạn của sự khác nhau giữa giá trị tư bản bất biến và giá trị tư bản khả biến với sự khác nhau giữa tư bản cố định và tư bản lưu động. John Stuart Mill, với tính tự cao thường ngày của mình, cũng lặp lại cái học thuyết do A. Smith đã để lại cho những kẻ kế tục ông. Kết quả, sự lẫn lộn khái niệm của Smith vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Và giáo điều của ông là biểu tượng của tín điều chính thống của khoa kinh tế chính trị.